Thời gian cũng khá lâu. Quang Tuấn cũng có nhiều cái vấn đề bức xúc về cái chuyện xã hội Việt Nam, thì đúng ra thì Quang Tuấn không không muốn lên đây nói đâu, nhưng càng ngày mình thấy càng quá đáng với cái chuyện thực tế của xã hội ở Việt Nam. Thì mà mong quý anh chị em nào có cái nhã tâm vì cộng đồng, mong các anh chị em nào ở hải ngoại hay trong nước có thật lòng về quê hương thì nên cố gắng cùng với Quang Tuấn chia sẻ cái clip này. Thì quý vị hiện tại cũng nhìn thấy cái xã hội Việt Nam nó như thế nào. Thật ra thì Quang Tuấn không có muốn nói cái chuyện này ra cho tất cả bạn bè biết, nhưng cái đây là cái mình thấy nó quá bức xúc. Tại vì sao? Quang Tuấn là cái thế hệ thứ hai của cái người sang hải ngoại. Còn những cái thế hệ thứ ba như các em ở bên Na Huy, cô Đoàn Thị Dương và cô em gái ở bên Đài Loan và hai cô gái ở bên Mỹ phát lên những lời nói mà làm cho Quang Tuấn không hai đêm nay không ngủ được. Thì trong những cái giây phút trăn trở này thì quý vị cũng nhìn thấy hiểu rồi, thì Quang Tuấn hiện giờ xài hai cái Facebook, một cái này thì khoảng chừng 5.000 người, còn cái bên này thì khoảng 15.000 người. Thì ai cũng có cái quan tâm, ai cũng có cái chú ý và tất cả những bất mãn của xã hội hiện nay thì người nào cũng thấy. Mà một cái đáng buồn của dân ta nhà, thì thật sự nói là nói cái đáng buồn thì không nên nói lắm, mà có cái là cái phẫn nộ của người Việt ở nhà thì rất nhiều, nhưng họ không dám đứng lên nói sự thật và nhìn sự thật vào cuộc sống. Thì cái sự thật vào cuộc sống nó sẽ dẫn dắt con người chúng ta sẽ đi về tới một con đường đen tối. Và trong cái phần đen tối này thì Hoàng Tuấn phải nhắc quý vị biết, quý vị nhìn thấy rõ ràng rồi, không có cái gì chối cãi đâu. Cái chuyện không may là Hoàng Tuấn cũng xin nhắc lại quý vị, chuyện không may là Hoàng Tuấn đi xa quê hương cũng năm thập niên 80. Đấy. Thì xuất xứ Hoàng Tuấn cũng ở một cái quê của cái đồng bằng sông Cửu Long. Cái chuyện đó thì nó mới xuất phát ra cho Quang Tuấn nhìn thấy được cái nào đúng cái nào sai của hai cái mặt xã hội. Một là mặt xã hội của Việt Nam ở hiện tại bây giờ, và hai là cái xã hội ở bên Đức mà Quang Tuấn hơn 30 năm nay hấp thụ. Vì chỗ này Quang Tuấn phải nói lên cho quý vị biết, quý vị nhìn thấy rõ cái nào là cái sự thật, cái nào là cái giả dối. Tại sao Quang Tuấn phải nói vậy? Thì anh chị phải nhìn thấy rồi biết rồi. Những cái clip của em gái ở Thùy Dương ở bên Na Uy nói chuyện thì quý vị cũng nhìn thấy cái cô ta mới sang Đức, ở sang Na Uy, sang châu Âu chỉ có hơn nửa năm nay thôi, mà cái tầm nhìn của em làm cho Hoàng Tuấn rất đau. Tuy rằng em mới sang đây mà em nhìn thấy rất sâu rất rõ, và em có một cái động lực tìm về quá khứ hướng về tương lai đất nước. Em đã nói lên những gì sự thật mà em đã thấy và đã nhìn nhận sự thật trên cái quê hương thứ hai của em đã và đang sống. Thì quý vị cũng có, Hoàng Tuấn cũng có vào cái trang của cô ta và anh em cũng có tâm sự điện thoại nói chuyện với nhau, thì cũng có nhiều cái comment bất bình. Mà cái bất bình đó thì thật sự đối với Quang Tuấn không có gì gọi là nó quan trọng. Tại vì cái tiếng nói chung thì tất nhiên một cái câu chuyện xã hội, thì xã hội quý vị nhìn thấy chữ xã hội như thế nào, xã hội nó có là bao la, người tốt người xấu, người đúng người sai, ai cũng muốn hướng về một cái tốt của họ. Mà cái hướng cái tốt của họ nhìn một chiều là cái tốt sẽ giết tự ta tự giết ta, y như cái lời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã nói là chống tham nhũng là
ta tự chống ta. Đấy, thì câu nói của ông Trọng luôn luôn lúc nào cũng nằm trong đầu Quang Tuấn. Thì cách đây câu chuyện đó cũng hôm tháng 6, tháng 7 gì đây, trong có xa. Đấy. Thì Quang Tuấn nói cái chuyện bao quát như thế thì quý vị phải nhìn thấy rồi cái thực trạng xã hội hiện nay như thế nào. Anh chị đã nhìn thấy rồi tất cả, thì không phải là Hoàng Tuấn lên đây nói là nói cho quý vị biết là thật sự á, thì nếu anh em nào có quan tâm về cái chuyện xã hội thì vào Facebook của Hoàng Tuấn thì anh chị thấy rõ ràng Hoàng Tuấn không phải là nhà chính trị. Hoàng Tuấn chỉ là một người nhà xã hội và một sống với một cái đạo đức con người với cái lương tâm cho phép, và nói lên sự thật, nói lên những gì Quận Tuấn muốn, nói lên những gì Quận Tuấn hấp thụ, nói lên những gì Quận Tuấn đã học hỏi ở xứ người hơn 30 năm nay để nhìn lại và hướng dẫn chị, và chỉ dẫn thì không dám thôi, là khuyên nhủ cho quý vị ở trong nước nhìn thấy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thực tế, cái nào không thực tế, mà cho tương lai thế hệ sau chúng ta của 91 triệu người ở Việt Nam. Kính thưa quý vị là sao? Tổng Tổng phải nói vậy. Thì Mừng Tuấn hay bắt đầu từ câu chuyện từ cái bản thân cá nhân. Thì năm tám thập niên 80 Mừng Tuấn sang đây cũng hai bàn tay trắng, không có gì. Sang đây rồi, sang châu Âu rồi, sang Đức rồi, Hoàng Tuấn mới nhìn thấy cuộc sống của họ và thấy được cái cảm nhận của họ, dạy dỗ con người, huấn luyện con người từ lý từ tí, từ cái chuyện con số không cho tới thành đạt, cho tới những cái mức tột đỉnh mà xã hội đang cần. Đó là Hoàng Tuấn khâm phục. Hoàng Tuấn cũng từ đó mà ra. Thì năm thập niên 80 Hoàng Tuấn sang đây là học lớp 11 thôi. Đó, thì sang đây rồi, rồi mới lập gia đình với một cô. Đó thì sang đây rồi mới tạo dựng gia đình cho tới ngày hôm nay. Thì hoàn cảnh gia đình của Hoàng Tuấn hôm nay quý vị cũng, nếu quý vị nào tò mò vào trong Facebook của Hoàng Tuấn thì nhìn thấy cái cuộc sống Hoàng Tuấn như thế nào. Thật sự quý vị, Hoàng Tuấn không có đói, Hoàng Tuấn không có nghèo, giàu gì dạ thưa không, không dám nói, đủ ăn đủ mặc. Nhưng cái đủ ăn đủ mặc này cũng chưa có gọi là đủ. Tại sao nói như vậy? Hai Hoàng Tuấn cũng có may mắn hơn tất cả bạn bè bà con lối xóm, thì Hoàng Tuấn hiện giờ có cái mái nhà che đầu. Với khí hậu lạnh hiện nay bây giờ là âm 8 độ. Âm 8 độ bắt buộc Hoàng Tuấn phải mặc áo dày này để là thật sự xin lỗi. Vì lạnh quá, trong nhà thì khoảng 19 20 độ thôi. Nhưng hai đứa con Hoàng Tuấn, một cô gái lớn thì nay là học ra trường năm 2014, là cô ta giờ rất là tài công, có công ăn việc làm, đủ ăn đủ sống, nhà cô ta đi khắp thế giới. Đứa là còn đứa con gái thứ nhất, thằng trai thứ hai hiện giờ là sinh viên năm thứ ba kinh tế. Thì Hoàng Tuấn thật sự quý vị, Hoàng Tuấn không có thiếu gì đâu, mà Hoàng Tuấn tại sao phải nói lên chuyện này sự thật cho quý vị nghe? Thì quý vị phải nhìn thấy rõ ràng về quê hương xứ sở nó, như chẳng hạn như em cô gái ở bên 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 đại, bên bên cái gì ở Hàn Quốc, chào em Hàng UV gì đó. Đó thì cô tập quá Thu Dương, tất cả anh em cũng quan tâm, đó đó là cái lời quan tâm Hoàng Tưởng rất cảm ơn. Nhưng Hoàng Tưởng phải nhìn các anh chị nhìn kỹ cuộc sống Hoàng Tưởng hiện nay không không có thiếu cái gì, ở đủ thì không bao giờ dám nói, không xưng hô như anh Nhuận ở Hà Nội. Nhưng Hoàng Tuấn phải nhìn thấy, quý nói cho quý vị biết là thực trạng hiện cuộc sống của Hoàng Tuấn đã đi xa, phải nhìn thấy rõ sự thật rồi mới dám phiên nhủ. Đây là lời phiên chứ không phải là cố gắng cho quý vị đâu, lời phiên thôi, phiên nhủ. Nếu Hoàng Tuấn hiện giờ mà còn ở Việt Nam cùng với tất cả bà con ở Việt Nam thì Hoàng Tuấn cũng tuyệt như mọi người. Đó đó là cái phúc của Hoàng Tuấn. Cho nên việc từ cái phúc đó Hoàng Tuấn phải phát nói lên những gì sự thật. Quận Tuấn sống hiện tại và Quận Tuấn thấy cho tương lai Việt Nam như thế nào. Và thật sự quý vị, Quận Tuấn phải nhìn thấy, quý vị phải mở mắt nhìn thấy là khoảng 20 năm sau nữa thì xã hội Việt Nam sẽ về đâu và đi đâu. Tại sao Quận Tuấn dám nói câu này? Thì rõ ràng
Các anh chị, bà con nhìn thấy rõ sự thật. Cái chế độ hiện tại ở Việt Nam hiện giờ, theo Hoàng Tuấn nhận xét, chính xác từ hôm tháng 4 năm nay, lúc mà cái chuyện không may là của gia đình mẹ thân mẫu Hoàng Tuấn mất, Trường Tuấn bay về Việt Nam, thì từ sân bay thì lúc đó Hoàng Tuấn cũng sướng lắm, nói thẳng với gì, Hoàng Tuấn không có phô trương đâu. Vừa tới sân bay có một cái anh đại tá hải quan dựng bảng rước và ra tới sân bay, chú về đi, chả có xe đưa chú. Nhưng Hoàng Tuấn không có cần cái chuyện đó đâu, tại vì đó là cái lòng ngoại, cái nghề nghiệp ngoại giao của Hoàng Tuấn thì người ta quý mến như thế. Nhưng mình Hoàng Tuấn không cần, Hoàng Tuấn nói thôi thì cảm ơn, tôi biết người nào người là kêu anh đại tá, anh đại quý, anh đại tá hải quan ở trước đó, nhưng tôi cũng vẫn cảm ơn họ. Nhưng tôi cũng phải ra, tôi đi mướn taxi, tôi về khách sạn tôi nghỉ, sáng mai tôi về chị quê thì chuẩn bị tang lễ cho mẹ. Thì trong thời gian đi về thì tôi lên taxi, tôi nói chuyện với anh taxi có khoảng đường 5 cây số thôi, thì những gì câu hỏi của tôi nói thì anh taxi toàn là dùng những từ ngữ cơ bằng vô văn hóa, không phải vô văn hóa mà tại vì quý vị thông cảm, họ bức xúc quá, bức xúc về cái xã hội hiện giờ. Lương taxi người ta có một tháng có 4-5 triệu, mấy anh công an phạt cho họ mỗi lần phạt thì 2-3 triệu, thì họ sống bằng cái gì đây? Thì các anh chị phải nhìn thấy rõ thực tế của thực trạng xã hội hiện nay ở nhà. Họ vì đồng tiền hay là họ vì tình, họ vì nghĩa. Mà em chị Dương nói rồi, cô em gái ở đời Đài Loan cũng nói rồi, rồi hai mấy cô bên Mỹ cũng nói, là nhiều các anh em cũng cũng phát biểu. Mà quý vị cứ thờ ơ thì tôi nghĩ đó là một cái chuyện đáng buồn. Thực trạng của xã hội hiện nay ở Việt Nam thì quý vị đã nhìn thấy. Tôi cũng mỗi mỗi một ngày thì Hoàng Tuấn nhận thường khoảng chừng 200 tới 300 cái tin messenger của tất cả các bạn gái, rồi tất cả những người thân, rồi từ bác sĩ tới các anh em kỹ sư, rồi tới tất cả những người trong và ngoài nước gửi thông tin, những cái clip mà tiêu cực xã hội hiện nay thì không cách nào quý vị đọc được, mà không có cái nhìn thật sự thực trạng. Hoàng Tuấn nhìn thấy không có clip nào mà để dùng hai chữ tiêu cực cho Hoàng Tuấn đọc hết, toàn là chữ, tôi xin lỗi, tích cực cho Hoàng Tuấn đọc hết, toàn là tiêu cực. Công an đánh dân cả chết, quá chất, thức ăn độc đó, người thì thờ, dân thì thờ ơ. Đó. Tới tới giờ khu từ ngoài Bắc vào Nam thì quý vị thấy nhà công an họ cứ ùa tới, họ hiếp dân, kẻ có tiền thì lợi dụng quyền lợi mua chức mua quyền, hiếp đáp người dân quan. Mà quý vị thờ ơ như thế thì tôi nghĩ không biết cách nào làm sao mà quý vị sống này. Tương lai cho quý vị, tương lai quý vị, tôi nghĩ như những người trong cái tuổi mà chẳng 50 đổ lên như Hoàng Tuấn, tôi nghĩ không cần tương lai đâu, mà các quý vị phải động não một chút, tương lai cho đất nước, tương lai cho thế hệ trẻ hiện nay, mai sau. Đó là cái lời Hoàng Tuấn mong ước. Tại sao quý vị thờ ơ như vậy? Anh em chúng ta sống ở đây, nói lên đây, anh em chúng tôi cũng chẳng có một cái gì lợi hết. Như thì Dương cũng đã nói rồi, cô ta cũng không muốn là phát biểu lên những cái lời nói của cô ta để cô ta làm một chức vụ quyền uy thế lực nào trong tương lai của xã hội. Không. Chúng ta, cô ta cũng phát biểu đó là cái chuyện tình thương nhân loại của con người. Tại vì ra được xứ người mới nhìn thấy được xứ ta, nhìn thấy cuộc sống của hiện tại xã hội, rồi nhìn thấy cuộc sống tương lai của xã hội, mới quay về Việt Nam bình luận mà nhìn mới biết được là cái nào đúng, cái nào sai, cái thực trạng thì xã hội nó như thế nào. Như hôm qua tôi đọc cho các quý vị xem một cái bài của ông Nguyễn Phú Trọng,
ông Việt. Thì quý vị nhìn thấy rồi, tôi thấy tôi đáng buồn, mà cái buồn của một cái buồn này tôi thiết tha quá, quý vị nên tỉnh giấc đi. Thứ nhất là các bạn trẻ ở nhà cũng vậy, hạn chế bớt đua đòi công việc, hạn chế bớt ăn chơi, cứ tìm cách đoàn tụ đoàn kết, uống ly trà hay ly nước lã nào đó cũng được, không cần phải là sang trọng lên bằng nhậu, phải bằng nhậu là gà quay heo quay vịt quay đâu. Các anh em ở nhà phải nên đoàn kết, thuận hòa, ngồi lại tìm ra cái cuộc sống cho tương lai thực tế, đó là cái mơ ước. Anh em chúng tôi phải nhìn thấy anh, tại vì anh em ở hải ngoại như chẳng hạn như cái thế hệ Hoàng Tuấn thì cũng ra thiệt vợ, lúc này cũng hơn 50 rồi, cũng không có gì giúp gì cho ở Việt Nam nhiều. Nhưng những cái gì khả năng Hoàng Tuấn có, Hoàng Tuấn sẽ săn giúp. Với tính cách một con người xa phương hướng về cội nguồn, với một cái tính cách là máu đỏ da vàng, để nói lên những lời nói hôm nay để cho quý vị biết cái nào đúng, cái nào sai của thực trạng xã hội. Chứ thật sự anh em chúng tôi cũng không lên đây nói làm cái gì. Nếu một cái xã hội, một đất nước văn minh ở Việt Nam mà nó có tốt, thì anh em chúng tôi khen cho anh em chúng tôi, không có gì chê đâu. Tại vì con người chúng ta sống làm sao phải có cái nhân hậu, sống làm sao phải có cái tổ chức, sống làm sao phải giúp dân giúp nước, đó là mong muốn tất cả cái nhân loại trên toàn cầu. Thì chẳng hạn quý vị nhìn thấy Hoàng Tuấn sống 30 năm trên đất nước Đức nên rồi, chưa bao giờ cái nhà Hoàng Tuấn có một cảnh sát nào vô tới hỏi thăm, mà ra đường gặp họ thì họ rất vui vẻ, họ rất là lịch sự chào hỏi, tuy rằng không quen biết cũng có một cái câu chào hết sức lịch sự tế nhị, chứ không phải như cảnh sát ở giao thông ở nhà, tất cả cảnh sát cơ động ở nhà dùng mọi thủ đoạn, dùng những cái lời lẽ, thậm chí những lời lẽ hết sức là tiêu cực, nói thẳng vào mặt của dân chúng. Thì hỏi sao quý vị nhìn thấy đó, cái lòng tin của quý vị đối với cảnh sát như thế nào, mà mọi người cứ thờ ơ, thì tôi nghĩ tôi hết 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 sức lại để phân tích cho quý vị nghe được cái nào đúng cái nào sai. Thì các anh chị em nào mà có thời gian nhiều chăm chú vào cái những thông tin trên mạng, thì quý vị cũng đã thấy được cái những cái gì tốt, cái gì xấu ở Việt Nam. Mà những cái gì tốt thì thật sự tôi nói quý vị nghe, thì không phải tôi ăn cháo đá bát, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi thông báo cho quý vị biết, hiện giờ tôi ở sống nước Đức hơn 30 năm rồi. Đáng lẽ tôi giàu từ Đức từ lâu rồi, mà tôi không giàu đâu. Thế tôi là người Việt Nam, dù cho tôi có giàu quốc tịch Đức, ra đường người ta cũng nói thằng đầu đen mũi lõa này làm sao mà là người Đức. Rõ ràng vậy, cái thực tế nó như thế, tại tôi sống thực tế. Mà nếu Hoàng Tuấn không muốn vào quốc tịch Đức cũng rất đơn giản, trong vòng nửa năm một tháng là Hoàng Tuấn, nửa năm hoặc một năm là Hoàng Tuấn vào được. Bây giờ làm cái gì? Tại vì quê hương xứ sở chúng ta còn, tại sao chúng ta không tìm ra được cái những tìm ra chân lý để giúp được quê hương xứ sở, vào quốc tịch Đức để làm được cái gì và hưởng gì? Thực trạng Hoàng Tuấn người sống ở bên này cũng không có cái gì nói khác người Đức, mà thậm chí có nhiều cái không phải là Hoàng Tuấn phê phan, có nhiều gia đình người Đức phải nhìn Hoàng Tuấn, phải họ phải học lại, tại vì Hoàng Tuấn có cái cơ hội hơn họ. Cái gì Hoàng Tuấn sống theo hai chế hệ, một chế hệ hiện tại của Đức và chế hệ thế hệ quá khứ ở Việt Nam đó. Thì dù chữ đau khổ đó nó ám ảnh mặn ấy trong đầu Hoàng Tuấn, thì những cái đau khổ đó làm cho Hoàng Tuấn phấn đấu có được cuộc sống vui vẻ như ngày hôm nay. Cho nên Hoàng Tuấn hơn họ là họ vậy. Nhiều người họ nhìn thấy gia cảnh Hoàng Tuấn hiện nay, hai đứa con cũng là một đứa thì thành đạt, một đứa thì hiện giờ đang trên đường phát triển. Đó, thì Hoàng Tuấn nhìn thấy có cái gì Hoàng Tuấn thiếu đâu. Nhưng cái thiếu nặng nhất của Hoàng Tuấn hiện giờ, Hoàng Tuấn thiếu tình cảm quê hương.
Mà tình cảm quê hương hiện tại bây giờ thì quý vị nhìn thấy cái tình cảm quê hương chúng ta giờ 91 triệu người Việt Nam ở nhà. Do họ sống, họ bằng mặt chứ họ không có bằng lòng. Rõ ràng là vậy. Hoàng Tướng thấy rõ ràng là họ sống bằng mặt chứ không có bằng lòng. Tại vì cái họ sống ai ai cũng muốn nói lên cái sự thật. Mà nếu người nào nói lên sự thật á, thì bị cảnh sát mời. Nếu người nào nói lên sự thật á, thì họ cho họ là phản động. Mà quý vị nhìn kỹ lại cái hai từ phản động đó đó, nó từ đâu ra? Và hai từ phản động đó đó, ai là người phản động? Theo Hoàng Tuấn nghĩ thực tế nó đó, cái chữ phản động đó, những người dám nói lên sự thật, những người dám phát biểu lên sự thật vì dân, vì nước, người đó là người yêu nước. Còn những người phản động, Hoàng Tuấn cho là những người đàn áp là phản động, những người chống lại xã hội là phản động, những người lường gạt xã hội là phản động, những người bán nước là phản động. Tại những người đó là những người nào? Thì Hoàng Tuấn không nói ra mà quý vị cũng nhìn thấy rõ ràng, nó biết biết rồi. Hiện tại quý vị sống trên một cái đất nước Việt Nam, quý vị nhìn thấy được cái gì? Thì quý vị hưởng được cái gì? Quý vị hưởng chưa? Nói cho Hoàng Tuấn biết đi. Thì Hoàng Tuấn mới quay lại cái chuyện cũ. Thật sự như Hoàng Tuấn nói mà cái đây cái lời tâm đắc thôi. Các chuyện không may Hoàng Tuấn sống tha phương mới mới nhìn thấy, chứ nếu mà Hoàng Tuấn ở Việt Nam thì Hoàng Tuấn cũng mù tịt như các anh ở nhà. Tôi rất thông cảm cho chuyện đó. Vì chỗ đó Hoàng Tuấn mới muốn nói lên cho quý vị biết. Con người Việt Nam chúng ta rất thông minh. Con người Việt Nam chúng ta rất cần mẫn. Con người Việt Nam chúng ta rất chịu thương chịu khó. Tôi nói lấy điển hình từ bản thân Hoàng Tuấn thôi. Với xã hội hiện tại ở ở trời Âu, ở nước Đức này, Hoàng Tuấn ra đường bây giờ cũng có rất nhiều người về dòm ngó, cũng có rất người khen ngợi về gia cảnh Hoàng Tuấn, về hai đứa con Hoàng Tuấn, về cuộc sống Hoàng Tuấn. Đó là cái hãnh diện của Hoàng Tuấn rất nhiều là người Việt Nam. Nhưng khổ cái á, ra đường hỏi mày là ai? Thật sự tôi không biết, tôi nói như là như em Han Du Di ở bên 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 Đài Loan, bên 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 Hàn Quốc, tôi không biết tôi nói bằng cách nào đây. Nói ra nếu mà nói người Việt Nam thì người ta lại là khinh bỉ. Khinh bỉ từ chỗ nào? Đất nước mình hơn 40 năm nay, 41 năm nay giải phóng dân tộc, tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, mà con đường xã hội chủ nghĩa nó giờ bao giờ ai tìm được đây? Toàn là mơ mộng, toàn là ảo tưởng, toàn lừa đảo, không có làm được một cái chuyện gì hết. Đấy. Thì quý vị nhìn thấy nó rõ ràng cho nó, quý vị nó có sai đâu. Đó. Thì vì chỗ mà cái Hoàng Tuấn không dám nói bạn bè là Hoàng Tuấn người Đức, mà những Hoàng Tuấn vẫn bắt buộc Hoàng Tuấn phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào gương mặt nhăn này, Hoàng Tuấn nói là mình người Việt Nam thôi. Vì chỗ đó, vì chỗ sự thật đó, Hoàng Tuấn hôm nay mới nói lên những cái gì cho quý vị biết hiện tại và quá khứ tương lai của nhà mình, của quê hương mình, đất nước mình. Đó, thì tục Quân Tử cũng rất quen rất nhiều ở người ngoại giao ở bên phía bên Việt Nam và bạn bè, những người thân ở Việt Nam Quân Tử còn rất nhiều. Nhưng bao nhiêu lời phiên thì bao nhiêu lời họ lại từ chối. Họ nói, ôi, tao sống được bao nhiêu lâu nữa? Nói làm cái gì? Tôi nói tại sao vậy? Quý vị muốn sống làm sao để đức, để tâm cho con cháu quý vị, muốn sống làm sao để cho con cháu tương lai quý vị có được cái cơ nghiệp thành đạt như xứ người, thì cái đó mới là cuộc sống. Chứ quý vị sống mà cứ sáng thức dậy cần ly cà phê, uống ly cà phê là 3 tiếng đồng hồ, sau đó đi làm được 2 phút, 2 3 tiếng lại ngủ một giấc trưa, chiều kiếm 5 7 ông súng lại tán dóc, là hoặc là coi ông nào có đồng tiền đó thì súng lên mua một chai rượu hay chai bia hay kiếp có món ngồi gì ngồi nhậu phè cho tới tối sáng qua ngày là hết chuyện. Tôi nói sống kiểu vô tâm kiểu đó quý vị sống làm cái gì? Đây
tôi nói nhắc thẳng là cái chuyện ở quê hương nhà tôi. Cách đây 10 năm trước á, thì cái sông dòng sông Đồng Bằng sông Cửu Long quý vị nhìn thấy nó rất sạch, ai ai cũng xuống tắm được, ai ai cũng muốn xuống nhảy xuống tắm với khí hậu ánh nắng 30 độ 35 độ giấc trưa mùa hè. Hai năm nay không ai dám tắm nữa, thậm chí tới cả một cái dân làng, dân địa phương đó chính là quê nhà mà tôi cũng không ai dám tắm, họ nhảy xuống tắm là ngứa. Lý do sao ngứa? Tại vì quý vị nhìn thấy dòng sông nó thập cẩm như cái nồi xà bần mà của một cái đám tiệc của gia đình, nó nằm ở đó rác rưởi gà chó heo gà vịt vân vân và vân vân thảy đó. Chính gia cảnh của ông Quần Tửng là một người nằm trong tình trạng đó. Để tôi kể câu chuyện cho quý vị kìa, đây cái chuyện cách đây không phải 4-5 tháng thôi đấy, nhà Quần Tửng có cái đám tang, thì sau đám tang 3 ngày thì cũng được 5 cái túi rác to lắm. Tôi tò mò tôi mới hỏi. Tôi thấy đó. Em sao anh thấy 3 ngày nay 3 cái túi 5 cái túi rác đó đó, em dục đâu mà anh đi vòng vòng ngoài vườn không thấy. Cô em trả lời một câu rất hồn nhiên. Anh Bảy, em dục cái xong. Thì tôi té ngửa tôi thua luôn. Rồi cô ta trả lời sao? Nếu mà anh bên phải dục, anh bên trái dục, em không dục người ta cho em là khùng. Thì quý vị nghĩ xã hội như thế nào? Thì thật tất cả những cái lời thờ ơ, những cái lời vô tâm của quý vị, tự quý vị giác dao quý vị đâm vào trái tim quý vị, quý vị không nhìn thấy. Mà tôi đáng buồn những cái lời câu nói đó. Tôi rất thương những người đó. Tôi cũng không cho những người đó dạy. Mà những xã hội họ không có đủ khả năng, họ không đủ trình độ để bảo quản cái môi trường sống cho nhân loại, để bảo quản cái môi trường sống sạch cho cái quê hương xứ sở. Thì một ngày đó tôi nói quý vị, còn 1-2 năm nữa thôi, 3-4 năm nữa thôi, Đồng Bằng sông Cửu Long nó sẽ là một cái ô nhiễm của dòng sông Thị Nghè Sài Gòn, chưa nói tới Sài Gòn đó. Thì quý vị nhìn thấy cuộc sống hiện tại của Việt Nam bây giờ, quý vị có cái gì hài lòng, quý vị có cái gì vui vẻ, quý vị chỉ cho tôi nghe rồi. Đấy. Từ Bắc vào Nam, từ Móng Cái xuống đến Cà Mau, giờ tất cả thông tin từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, quý vị thấy được có thông tin nào quý vị tiêu cực để mà quý vị học hỏi không? Dạ kính thưa không. Thầy giáo hiếp dâm, công an trấn áp, chính quyền lạm dụng, xã hội lạm pháp. Hello, dạ. Ai đấy? Alo, phải Hoàng Tính không vậy? Dạ, Tuấn đây chị muốn nghe. Dạ, nghe đi. Dạ, tại mình đang coi trên Facebook, cái Facebook của anh đang hát trực tiếp đó. Dạ, dạ, nói đấy. Gọi. Ừ, chị cứ gọi chị, nếu chị có... Dạ, nếu chị có bức xúc gì thì Hoàng Tuấn để nói đi. Dạ. Dạ. Hello. Dạ Tuấn nghe đây, Tuấn nghe đây. Dạ, dạ, dạ. Anh nói nước nào vậy? Dạ Tuấn hiện giờ là ở bên châu Âu, ở bên Đức á. Ừ. Bên Đức à, dạ. Ừ. Đứng nghe đây. Đang phát trực tiếp mà. Chị có một cái ý kiến gì không? Chị cứ nói cho Hoàng Tuấn chia sẻ cùng cái cộng đồng, dạ. Hay gì chị có ý kiến gì chị cứ nói cho Hoàng Tuấn nghe đi. Dạ, anh Tuấn ơi. Dạ. Mình có máy vậy. Vậy là cái máy trực tiếp luôn ha, nói chuyện trên máy trực tiếp luôn. Dạ, được không? Dạ, máy được. Ủa sao được. Mà tôi thấy hình anh nè. Bây giờ chị muốn quay chị phải không? Chị chờ tí. Dạ, bây giờ cái số điện thoại trên máy của tôi nè, anh ghi số đi, đừng nói chuyện trực tiếp luôn. Sao tôi nói chuyện bên máy này mà nó qua cái máy kia luôn? Không, tại vì Tuấn xài hai máy, ba máy một lượt, ba máy mà chỉ có một cái số điện thoại thôi. Dạ. Yeah. Hay là chị xin lỗi chị tên gì cho biết chứ Quần Tuấn biết tên được không? Dạ dạ. Dạ dạ. Có Facebook mà, giờ có Zalo nè. À hả?
Rồi tự nhiên tắt luôn. Thì quý vị tôi nghĩ có chị này cũng có một cái gì bức xúc ở nhà, nhưng chị ta muốn nói lên một việc cái mạng thâu như thế nào thì còn tưởng không gành, tại vì cái điện thoại này quý vị biết, điện thoại này hôm Noel vừa rồi con gái đi Mỹ tặng gì cho cha đấy, thì quý vị nhìn thấy Hoàng Tuấn giờ hiện giờ nói thẳng quý vị, Hoàng Tuấn không có thiếu gì đâu, xe Hoàng Tuấn 2 chiếc, vợ 2 con, nhà cửa thì cũng có không khăng khăng trăng như mọi người nghĩ, nhưng Hoàng Tuấn cuộc sống Hoàng Tuấn rất là an nhàn. Tôi nói với quý vị giờ nếu trường hợp thì Hoàng Tuấn sống 20 năm nữa Hoàng Tuấn không đi làm, còn Hoàng Tuấn không chết. Nhưng cái ai cũng có cái quyền tự ái, ai cũng có cái lòng tự trọng họ. Mình còn tay, còn chân, còn cẳng, còn sức khỏe, tại sao ở nhà? Là vì chỗ đó thôi. Xã hội người ta như thế đó. Nhà cửa, cuộc sống người ta như thế đó. Đấy. Thì dù quý vị nhìn thấy, quay lại cái chuyện nhà như, chào anh Tấn Phạm. Thì anh cũng nói là tôi cũng ở đồng bằng sông Cửu Long. Nói thì tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của anh. Anh cũng ở đồng bằng sông Cửu Long, Tuấn cũng quê đó. Quê nhà anh Tuấn là ở, nó thẳng anh là ở Đồng Tháp. Giáp ranh Tiền Giang, giáp ranh Long An. Đấy. Thì qua cái quá trình mà Tuấn cách nói là phải như thế nào, là qua cái quá trình khoảng 3-4 năm trước thì Tuấn cũng có làm công việc ngoại giao, rồi cũng có kinh doanh buôn bán ở nhà, cũng đại diện tất cả có cái công ty đồng Hoàng Tuấn quản lý kho, rồi Hoàng Tuấn làm ở chuyện mà xuất nhập khẩu cũng có thường xuyên ba gì Việt Nam thì cũng tuần 2 lần 3 lần đó, xin lỗi 1 tháng có khi 2 lần, 1 năm có khi 3 4 lần đó. Thì quý vị nhìn thấy về nhà thì nhìn thấy về công việc làm rồi 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 về cuộc sống thì các anh em mình thì đã thấy rồi. Tại sao ở công ty của Hoàng Tuấn hồi xưa đó, năm 2010, mỗi 1 năm đó, thu nhập ở Việt Nam khoảng chừng 5 tỷ euro. 5 tỷ euro thu nhập, nhưng họ phải bỏ ra đi. Để cái môi trường sống họ không chịu được. Bắt bẻ những cái chuyện đơn giản như chẳng hạn như tôi nói ở Hải Quan, ở Tân Phú. Hoàng Tuấn bữa đó đi với ông tổng giám đốc. Trong cái lá hồ sơ nhập 5 con đồng là 125 tấn, 5 con đồng chỉ sai có một chữ thôi, dấu hỏi dấu ngã thôi, mà hải quan ở gì ở Tân ở, ở ở ở Tân Phú bắt bẻ họ chỉ có một chữ dấu hỏi dấu ngã mà neo cái phong neo cái lá thư lá đơn xuất nhập cảnh của họ 3 tháng trời. Thì Hoàng Tuấn biết họ muốn làm cái gì, Hoàng Tuấn mới nói lên với ông tổng giám đốc, thì ông tổng giám đốc nói một cách ta không cho, công lý ở đâu? Cái chuyện đó là cái chuyện thời của Nguyễn Nguyên Triết còn làm đấy, thì ông nói công lý ở đâu? Thì lần lần thì cái gì, cái tâm trí của người ta cũng muốn kiếm tiền bạc bằng lại sức mồ hôi xương máu của người ta để đóng thế cho nhà nước, để phát triển xã hội, chứ không phải người ta vì một tiết kiệm 1-2 đồng bạc trong phong bì mà người ta không có chi cho cái đám hải quan đó. Từ chỗ đó số tiền 125 tấn đồng với giá là lúc đó là 5 đồng 5 euro 1 kg, thì quý vị nghĩ 125 tấn đó là bao nhiêu tiền, neo của người ta 3 tháng trời mới ra được. Cuối cùng là Hoàng Tuấn cũng không còn cách nào hơn, Hoàng Tuấn phải đi vào phía sau lưng giấu ông tổng giám đốc, phải làm những chuyện khác nó thì phải kéo được 5 container ra về tới chỗ cảng Tân Phú, phải về tới Long An sức cho người ta. Thì quý nghĩ như thế, có một cái dấu hỏi thôi mà họ cố tình họ bắt lỗi như thế. Thì quý vị nhìn thấy cái trách nhiệm và có bổn phận của một xã hội như thế nào đây. Họ thật sự tôi nghĩ nói đó, trình độ tôi không dám nói ai là cao hay thấp, mà cái trách nhiệm nó quá kém. Ai cũng muốn có quyền lợi cá nhân, ai cũng muốn có cái quyền lợi riêng của họ thôi. Chứ xã hội là không có ai nói, không có ai ngó ngàng về ai sống mặc ai, ai chết kệ họ. Ông giàu đạp đầu lên ông nghèo mà đi, cái chuyện đó rõ ràng Hoàng Tuấn thấy. Dân trong nước thì họ biết rất nhiều, họ phàn nàn rất nhiều mà không ai dám đoàn kết để nói lên sự thật.
Thì tôi mong quý vị làm sao phải tỉnh giấc lại cái những cái chuyện mà quán tưởng và hiện thượng hiện tại ở Việt Nam, quý vị phải nhìn thấy rõ ràng nó như thế nào, và cái chết cận kề của quý vị lúc nào quý vị có nhìn thấy hay không. Tại sao quý vị biết, quý vị cứ ngồi đó dùng những từ ngữ mà không đẹp, chửi cho thỏa mãn, chứ quý vị không có một cái ý chí nào, không, quý vị không có một cái tiềm năng nào để tìm ra cái lẽ phải mà cho cuộc sống quý vị hiện tại và tương lai cho con cháu. Cái đó là tôi rất buồn, buồn thật ấy. Quý vị nhìn thấy rõ ràng nói là cái chết cận kề. Câu chuyện nó thật sự, nếu bữa nay tôi ngồi tôi lên tại đây nói chuyện với quý vị, tôi nói tới sáng mai chưa hết chuyện, vì thời gian thì nó không có nhiều thôi. Chứ quý vị nhìn thấy rõ ràng ở xã hội Việt Nam mình có cái gì để quý vị hưởng thụ đâu, quý vị chỉ tôi nghe. Thậm chí cho tôi nói một cái chuyện nhỏ nhoi thôi, rau cải ở nhà quý vị ăn cũng không an tâm. Đấy là câu nói này em Thị Dương em cũng nói rất nhiều. Thức ăn quý vị cũng không có một cái gì để quý vị ăn ăn cho nó ngon miệng và an lòng. Tại vì quý vị ăn mà quý vị không tin tưởng được, mà quý vị vẫn sống, tôi không nghĩ, tôi không hiểu được quý vị sống bằng cái gì. Bạn bè người thân ngồi chung với nhau, bàn luận với nhau những công việc kia mà xã hội không quan tâm thì quý vị bàn, mà những cái chuyện gì xã hội quan tâm thì quý vị không ngó ngàng tới. Nhưng tôi nói rất nhiều, đây là rất nhiều, như clip của em trai Dưa Leo ở ở ở ở Sài Gòn nói cũng vậy, rồi tất cả anh em bạn bè như Mã Tiểu Linh ở bên Mỹ nói cũng vậy. Những cái chuyện thực tế quan tâm xã hội thì các anh chị không ngó ngàng tới, mà những cái anh chàng cô nàng nào là mang bầu mang thai hay là những cái chuyện phần tử mà nghèo nàn không quần không áo á, thì quý vị vô quý vị bình luận kêu bằng từ đầu cho tới cuối 2-3-4 ngàn 5-7 ngàn like, mà cái chuyện mà quan tâm xã hội thì quý vị không ngó ngàng tới. Cảm ơn hai em là hàng hàng du di tập quá Thu Dương, anh nói thẳng là anh nói thật, không có gì anh phải sợ. Tại cuộc sống anh nói cho hai đứa biết, anh Tuấn sống đây cũng không phải gì anh sống gì cho bản thân anh đâu. Anh nói lên đây là anh nói bằng sự thật để cho cộng đồng ở Việt Nam nên mở mắt nhìn thấy rõ đâu sự thật tương lai xã hội đất nước Việt Nam mình như thế nào. Chứ không phải anh Tuấn nói là anh Tuấn để ý có tiền có bạc, hay là anh Tuấn có một cái nhận cái trí thức nào đó mà về chỉ dẫn bà con, anh Tuấn không dám làm chuyện đó, mà lại đây là lời phiên. Mà lời phiên sự thật nó là cái chuyện hiện thực ở Việt Nam như thế. Đấy thì hai em nhìn thấy rồi, như hai đứa nhìn thấy như anh nói là hàng du di và tạp hóa Thu Dương đó. Nhìn thấy cách đây 3 ngày cái chuyện mà ở ở ở Bình Định đấy. Quay lại chuyện đó anh Tuấn thấy tức ối máu, cầm ối máu, ối máu luôn. Nhưng nói ra được cái gì? Một chàng trẻ, trai trẻ đó 29 tuổi, với hai công an, hai thiếu úy công an đó, khoảng 25, 6, 7 tuổi đó. Mà bây giờ bên pháp y đánh con người ta chết như thế. Tại thậm chí tới cái càm này còn một dấu thẹo, hai chân dấu thẹo, mà tay của em chết đó, là tay một cơ bắp rất là hùng hồ. Mà pháp y họ dám chẩn đoán là người hai công an là rượt hay là hoặc là em đó chạy con 100 mét mà đứt thở chết. Tôi không nghĩ được cái đó, cái pháp y gì, pháp y của ai, ai làm pháp y. Tôi nghĩ cái đó pháp y của mấy ông mà mấy ông nói pháp y lên là chỉ mong ông phương hướng bảo vệ cái quyền lợi cá nhân của mấy ông thôi. Chứ thật sự nếu các ông làm một cái lương tâm của con người vì dân vì nước, công an liêm chính vô. Dạ hello. In moment này. Dạ, giác mà rồi. À, ok. Ich habe bestätigt, dass kein Interesse mehr.
À số ở viện viện tôi nghe ngờ tờ nó à số dạ tóc 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 ít ít vài gì 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 in in một bác essence tàu dạ 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 it's okay it it's in the theater not that im yeah miss it not ja Ich habe das im Finanzamt alles schon abgerechnet, bezahlt. Den können wir ohne Rechnung, geht das? ja kein Problem Hauptsache du bist Ja? Hauptsache dass die mich betätigt dass Anhänger bei Ihnen gekauft mit der falschen Schei falscher Brief damit nicht einverstanden. Da ist gar nichts mit. Da steht hier rum und ich wollte ihn immer behalten und dann Scheiße, der steht und steht. Ja, Ist ja. schade eigentlich drum, aber. Meine Frage, wie alte Engel noch, haben Sie noch Der ist erinnern? 10 Jahre alt. 10 Jahre, der Top noch Schultern, ne? Bitte? Der Schuhstand noch gut, ne? Ja, gut, habe Ach, gesehen. das Ja, hat gar nichts mit. Der selten gebraucht, der stand ja. immer im Carport, ne? Der Engel noch zugelassen oder der Engel ist Ja, der ist noch zugelassen, noch ja. zugelassen? Bitte? Der hat noch zugelassen dürfen, ne? Ja, der ist noch zugelassen. Wie viel wollen die der Engel haben? Ich möchte da 3.000 Euro für haben. Ich könnte auch jetzt sagen 3,1 oder mit Handeln und hin und her. Ich bin im Moment beschäftigt, werde ich Ja, das mal. kommt nicht drauf an. Sonst in der nächsten Woche melden Sie sich nochmal. Sie haben Sie meine Handynummer eigentlich noch? Ja. Genau, dann melden Sie sich nächste Woche und wenn Sie dann interessiert sind, dann kommen Sie vorbei und können den mitnehmen und sonst setze ich den ins Netz rein. Nein, ich verkaufe nicht, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Das ist Ja. wirklich, da ist gar nichts mit. Ja, Der, ja, haben ja. Sie selber gesehen. Also, haben Sie die Handynummer da noch? Ja, ich habe ihr Handy, nee, Festnetz, doch, nur 054. 0171. Ach so, dann im Moment, ich habe doch eine Leitung. Schicken Sie mal SMS auf meine Handynummer. Ja, Dann genau. melde ich mich bei Ihnen später oder heute Abend nochmal. Ich mache mal einen Okay. Termin. Machen wir einen Wir Termin, ich wohnen komme dann ja, dort. wir wohnen ja auch woanders dann, aber das können wir dann ja noch besprechen, ne? Ja, schicken Sie mal die Anschrift, wo das die wohnen sind. Dann ich tippe mein Navi. Ich fahre dorthin. Ja. Ja? Aber rufen Sie ihn da vorher an, dann kann Natürlich. er da kommen, nicht, Ja, ne? natürlich, natürlich. Alles Ja? klar. Ja, Bitte. tschüss. Ja, Tschüss. tschüss. À, xin lỗi quý vị, tại vì có một cái công việc riêng của một khách hàng cho nên Tuấn cũng có tạm ngắn gọn về câu chuyện này. Nó thì anh Noah Nguyễn, anh Tuấn nói chuyện đó là tiếng Đức. Đấy, tiếng Đức. Anh Tấn Phạm Tuấn ở hiện giờ ở bên Đức chứ không có ở Việt Nam anh. Thì sống đâu phải đấu xứ với tiền nhân đấu gia thì tục sống ở nước Đức thì phải học tiếng Đức để nói chuyện với họ mới ngoại giao được chứ mà nói tiếng Việt ai nghe đó thì anh thông cảm Hoàng Tuấn quay lại câu chuyện là bây giờ hay là anh Tân Phạm muốn nói về cái chuyện đồng bằng sông Cửu Long Hoàng Tuấn kể cho nghe đấy. Anh Lê Đức không, đây là tiếng Đức anh, tiếng Đức chứ không phải tiếng Pháp. À không sao anh Nova, cái chuyện này người Việt với nhau nếu mà anh em mình hiểu ý nhau, có một cái tâm trí hướng về cộng đồng, hướng về quê hương đó, đó là cái chuyện đó tốt rồi, chứ không có cần gì phải là lỗi phải. Tuấn cũng chưa hồi xưa giờ sống trên đời cũng chưa có gì tròn như cháu đâu, thì nếu anh em chúng ta có một cái phương hướng giác ngộ được cuộc sống, anh em chúng ta có hướng được cái đoàn kết để giúp quê hương, giúp xứ sở, đó là cái nguyện vọng mơ ước cuối đời của Hoàng Tuấn. Cho nên Hoàng Tuấn rất tâm niệm anh Tấn Phạm, anh Tân Phạm đó thì cảm ơn anh cũng có những lời thiết tha quan tâm tới cái clip này, theo dõi cái câu chuyện của Hoàng Tuấn kể thì vì lý do ngắn gọn có các khách hàng nói chuyện. Cho nên Hoàng Tuấn cũng muốn là quý vị nhìn thẳng nhìn thật vào cuộc sống hiện nay ở quê nhà thì nói chung không phải là người quê nhà
phải có trách nhiệm, mà anh em chúng tôi cũng phải có trách nhiệm. Trách nhiệm là trách nhiệm chung, thì đất nước là đất nước chung, chứ không phải là đất nước riêng của một cái chế độ nào hay đất nước riêng của một cái xã hội nào. Tại vì đất nước tồn vong hay không tồn vong ăn thua dân của người nhà mình. Dân Việt Nam muốn đất nước chúng ta văn minh, xã hội muốn chúng ta đất nước chúng ta phồn vịnh thì phải cùng chung nhau mà làm. Đấy, thì cái đó là cái mơ ước riêng của Hoàng Tuấn. Thì nhắc lại cái lần thứ hai nữa, Hoàng Tuấn nhắc lại cho các anh chị biết, nếu Hoàng Tuấn ở Việt Nam thì Hoàng Tuấn cũng như mọi người thôi. Hoàng Tuấn rất thông cảm quý vị. Nhưng vì chỗ thông cảm này Hoàng Tuấn mới lên đây ngồi nói chuyện tâm sự quý vị, để cho quý vị nhìn thấy rõ cái đâu đúng, cái nào sai, cái thực tế tương lai của đất nước mình như thế nào. Đó. Thì quý vị nhìn thấy rõ ràng cái xã hội hiện tại bây giờ, tôi biết quý vị rất chán nản. Từ Bắc vào Nam, tôi quen rất nhiều người. Đấy. Thì không có anh em nào nói chuyện với xã hội Việt Nam mà chúng ta họ hài lòng hết. Mà trong cái không hài lòng đó, cái mà tôi đáng buồn là các anh em không ai chịu ngồi chung lại để tìm ra cái lối thoát cho công việc. Cái đó là cái tôi đau nhất. Đó. Thì nếu các anh phải nhìn thấy thẳng, nhìn sự thật vào công việc đi, thì quý vị sẽ thấy ra được cái đáp số của nó. Mà đáp số của nó hiện tại bây giờ cũng từ dân chúng ta thôi. Tôi nói thật sự quý vị, bây giờ cái đài VTV của Việt Nam ấy, thì cái đài một chiều, thông tin chỉ một chiều thôi. Cũng có một hai thông tin để quý vị hữu ích nhận được, mà chỉ có một chiều thôi. Không nói chính trị nhưng nói xã hội thôi, mình tưởng nói chính trị xã hội thôi. Nói khi một chiều của họ, như chẳng hạn cái chuyện mà tôi nhắc lại cái câu chuyện cách đây 4 ngày trước, ngày ngày mùng 2 thôi, mùng 2 thì cái em Thắng ở ở ở Bình Định chết đó. Thì sức khỏe của em đó 29 tuổi. Em đó tướng tá hùng hậu như thế mà bên pháp y công an họ họ nói là em này chạy 100 cây số vì quá thiếu oxy mà chết. Thì quý vị tin được cái câu chuyện đó không? Còn bắt buộc bắt cái cô gái mà quay clip, cô Hằng nữa đó, quay clip lên là viết một cái bài tường trình. Mà tôi nghĩ bài tường trình đó không phải cô đó viết đâu, mà bắt cô đó lên đọc trên TV, đọc trên đại chúng, xin lỗi cộng đồng mà gỡ. Thì tôi nghĩ một cái hình xử của cái chế độ hiện nay nó quá là bị ổi. Bị ổi như thế nào? Quý vị nên nhìn thấy trên thế kỷ 21 này, cái thời A Cộng, thông tin diễn thông đại chúng nó rất nhanh, rất rất mạnh. Trong vòng nếu một cái clip nào mà nó quần chúng đang quan tâm tới trong vòng một phút thôi, chứ không cần phải là 5 phút đâu, thì nó lon lên cả ngàn, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 cái clip khác họ copy, họ thấy mạng rồi. Chứ cần gì các anh công an hay là bên quản lý công an của tỉnh phải kêu cô đó gỡ. Gỡ được cái gì? Sự thật các anh không giấu giếm được đâu. Con người Việt Nam chúng ta ai cũng thấy, ai cũng biết chuyện đó. Mà có cái là Hoàng Tuấn rất buồn, rất đang lo, mà cái chìa khóa để mở cái câu chuyện này là không biết từ đâu. Bây giờ Hoàng Tuấn đang cùng tất cả anh em cộng đồng ở bên hải ngoại đây cũng muốn tìm cái chìa khóa để gỡ, tháo gỡ cái chuyện bịt bợm, lừa đảo, bỉ ổi của chế độ. Tại vì họ cứ bảo thủ vì một nhóm lợi ích nào đó mà họ đang giết 91 triệu dân ở Việt Nam mà quý vị không có ai thấy hết. Quý vị thấy rõ ràng rồi. Đấy. Xã hội hiện thực bây giờ thì quý vị nhìn thấy nó rõ ràng, không có một cái gì từ nhỏ cho tới lớn mà nó an toàn hết. Từ cái chuyện từ địa phương lên tới trung ương, từ trung ương đi về xuống địa phương, không có ông nào thượng ông nào hết. Tôi nói thẳng đấy vậy. Tại vì Tuấn cũng có quan hệ rất nhiều về cái chuyện xã hội ở Việt Nam, Tuấn biết. Họ bằng mặt chứ không bao giờ họ bằng lòng. Họ nhìn thấy thực tế, họ biết chết nhưng họ vẫn đâm đầu vào. Họ biết cái chuyện đó sai nhưng họ bảo thủ. Dân chúng ta theo Hoàng Tuấn nhìn thấy, có Hoàng Tuấn cũng quen rất nhiều người trên mạng, họ biết đấy, họ có đủ chứng từ đó, mà họ không dám nói ra.
Tôi nói quý vị tại sao quý vị sợ cái gì? Cuộc sống quý vị hưởng được cái gì cho xã hội, giúp được cái gì xã hội, quý vị cứ nên nói lên, có gì quý vị phải sợ? Mà quý vị phải ngồi, cứ tất cả những thông tin quý vị nhận được vào trong bộ não não, quý vị ém vào trong bộ não, quý vị không thoát ra thì làm tất cả những người chưa có thời điều kiện, những người chưa có khả năng am hiểu, thì họ làm sao họ hiểu đi? Ai ai cũng muốn ôm ngược dòng mười, ai ai cũng muốn bảo thủ hết, không ai bung ra thì xã hội chúng ta một ngày nào đó sẽ về độc. Không ông nào chịu đứng lên nói thẳng nói thật về thực trạng thực tế xã hội. Không ông nào chịu nói lên những lời mà tệ nạn xấu của xã hội. Người nào cũng ngồi thôi kệ, dùng chữ kệ. Chữ kệ đó, nó một ngày nào đó nó sẽ tự giết quý vị. Nó sẽ giết quý vị, chứ không có ai giết hết. Đó. Thì mong quý vị làm sao phải nhìn thấy bớt chút ít thời gian nhỏ mọn. Ngồi là với nhau, tìm ra và đáp số. Thì giải quyết cái xã hội nó vẫn được. Chứ không phải không, không, tôi nghĩ không có gì khó đâu. Mà cái khó hay không, cái tâm nó có hay không là ăn thua với gì thôi. Tại vì anh Tấn Phạm, anh cũng rất phàn nàn về cái chuyện đồng bằng sông Cửu Long. Thì tôi nói đồng bằng sông Cửu Long cách tới 20 năm trước người ta đã lên án rồi. Từ cái thời mà Trung Quốc với Campuchia đắp 19 cái đập đó. Thì tôi biết cái đồng bằng sông Cửu Long lần lần sẽ chết. Mà người ta đã cảnh báo bên thế giới, bên Mỹ, bên Đức, họ về họ cũng cảnh báo. Mà các anh bên quản lý, các anh bên 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 văn phòng công thương công nghiệp ở ở ở Việt Nam, họ cứ thờ ơ thôi. Thôi bây giờ cái đáp số do nước phèn vào, nước ngọt không có, đập nước chặn thì đồng bằng sông Cửu Long vẫn chết thế thôi. Mà giờ cái chết đó là ai gánh đây? Cái tội đó, cái tội đó cũng có một phần tử của một người dân đồng bằng sông Cửu Long quá thờ ơ. Chứ nếu họ có một cái tâm trí quan tâm vào cái chuyện xã hội, đừng thờ ơ, đừng dùng chữ kệ, mạnh ai nấy sống, thì đồng bằng sông Cửu Long nó không đến nỗi thậm tệ như bữa nay. Mà xã hội chúng ta cũng không thể nào tụt hậu như ngày hôm nay. Tại sao có những cái chuyện quý vị biết mà quý vị không nói, quý vị hiểu, quý vị nhìn, mà quý vị thờ ơ. Quý vị đã thấy nó đã sai, mà quý vị mặc kệ bỏ bãi vậy đó. Tôi nói đây quay vào một chuyện gia đình nhỏ thì quý vị thôi. Trong gia đình, trên cái đầu tủ hay là một cái bàn thờ bụi bặm dơ đồng bằng sông Cửu Long, tôi nói là đây không có xin lỗi qua đuổi cá nắm, mà đồng bằng sông Cửu Long, nhà nào như nhà này, trên cái bàn thờ nhìn quét bụi, bụi bặm hay là lư hương, nhang, đèn rớt xuống đó, họ cứ đi ngang, họ nhìn thấy đó, họ cứ để đó. Cái đó là một cái ô nhiễm của trong gia đình, nhang khói nhà nó bay lên trong nhà, hửi vào lỗ mũi, quý vị còn cảm thấy quý vị cũng tự nhiên. Thì cái tự nhiên nó dần dần một ngày nào nó sẽ giết bộ não gì chứ. Đó thì cái chuyện nhỏ thôi, đừng quay tới chuyện xã hội. Chuyện xã hội thì nó bao la nữa. Chuyện xã hội nó làm cho tất cả bà con chúng ta hiện nay nhìn thấy rồi. Mà chúng ta không làm mà chúng ta lại thờ ơ, chúng ta dùng chữ kệ với xã hội là tôi nghĩ tôi buồn thật cái buồn. Tôi nói quý vị, Hoàng Tuấn sống ở đây cũng khá lâu, hơn nửa đời người, xứ người rồi. Đấy. Hoàng Tuấn không có cái gì mà Hoàng Tuấn mơ ước mà không có đâu. Tôi nói không phải là nỗi nổ như anh, nếu quý vị cho tôi nổ cũng xin lỗi đó, không phải đâu. Mà tôi đây là dẫn chứng thôi, dẫn chứng như quý vị biết. Xã hội người ta bên đây, tôi nói quý vị giờ thật sự, ngày mai mà tôi có ra cần ra nhà băng, tôi nói tôi mượn 100 ngàn người ta cho ngay, 100 ngàn euro người ta cho ngay. Tôi muốn xài một cái điện thoại iPhone 7, rất đối với tôi rất đơn giản, tháng tôi mua được 2 cái, 3 cái. Tôi muốn mua chiếc xe ô tô, sáng mai tôi ra tôi mua chiếc xe ô tô tôi chạy. Cái đó là cái rất đơn giản cái xã hội đấy, mà nó thẳng nói đi và nói lại quý vị nghe không, cái đó cũng có tùy theo gia đình, chứ không phải người nào cũng mua được. Nhưng Hoàng Tuấn có cái điều kiện như thế thì Hoàng Tuấn dẫn chứng quý vị nghe. Nếu Hoàng Tuấn ở Việt Nam thì Hoàng Tuấn y gan như anh Tấn Phạm thôi, Hoàng Tuấn y gan như mọi người ở nhà thôi, chứ không có gì đâu. Đó thì cái những lời dẫn chứng của Hoàng Tuấn đây là Hoàng Tuấn nhìn thấy được cái sự thật của xã hội hiện nay sống, rồi quay lại về thương về quê hương, thì Hoàng Tuấn mới nhìn nói cho quý vị hiểu.
Đó là đâu là sự thật, đâu là giả dối. Đấy. Cái thờ thờ ơ quý vị là quý vị tự tự giết quý vị thôi. Các anh em bà con hải ngoại và cộng đồng trong nước, tôi phiên một lần là phải nên nhìn thẳng, nhìn thật vào sự thật mà sống. Nhìn về tương lai đất nước mà sống. Nếu mà lát tôi quay tôi nói về chính trị thì càng khổ nữa. Thì quý vị đàn ép cho tôi là phản động, mà tôi nghĩ tôi không phải phản động đâu. Mà ông nào cho tôi phản động tôi sẵn sàng tôi đón nhận. Tôi chưa bao giờ phản động. Nếu tôi phản động, tôi lừa đảo dân chúng, tôi là phản động, tôi trấn áp dân chúng, tôi phản động, tôi giết dân như đám công an, đó là cho tôi phản động. Có cái này tôi không. Đây là những lời tôi nói, đây là những lời tôi nói, tôi phiên sự thật cho quý vị nhìn thấy. Đấy. Và tôi nói thẳng đây một câu đơn giản thôi quý vị nhìn thấy. Ở nhà bây giờ, 4, 5, 6 anh lên bàn ngồi nhậu đi, một bàn nhậu khoảng 15 triệu rưỡi, 2 triệu gì đó. Có ông nào dám tự nhiên mà cầm đũa lên trên bàn gắp ăn thoải mái không? Trước khi gắp các anh phải suy nghĩ như thế nào? Chết cha, không biết cổng rau này nằm đâu. Cổng rau ở miền Tây thì chắc ở từ mấy cái hầm cầu hay là mấy cái dòng sông, xin lỗi, là những cái nơi nào đó có an toàn không? Nguồn gốc không có. Con cá này không biết cá nuôi hay là cá đồng. Ai ai cũng kiếm cá đồng ăn. Nhưng thật sự cá đồng á, cá nuôi quý vị cũng có được mấy người phân biệt đâu. Thương gia thì luôn luôn lúc nào cũng nói cái tốt. Dân á, chỉ ôm hết cái trọn cái cuộc sống đau khổ. Mà xã hội thì lại thờ ơ. Tôi nói đây anh chị nhìn thấy rõ ràng câu chuyện mà như ăn uống hàng ngày, cái thị trường ở Việt Nam ở nhà giờ nói thì nó nhiều dài lắm. Cái thị trường Việt Nam, tôi nói những cơ cấu tổ chức của các ông chợ, ông quản lý chợ, ông xã hội, quận huyện hay là địa phương, tôi nói toàn bộ tất cả những lãnh đạo đó vô trách nhiệm với dân hết. Ông nào cũng muốn một cái quyền lợi cá nhân, lên mua cái mua chức mua quyền lên cái ghế đó ngồi để mà hút máu dân là chính, chứ tôi chưa thấy ông nào mà giúp dân được. Từ chuyện nhỏ tiền lớn, tôi nói thẳng là đề vậy. Đây là tại sao tôi nói vậy. Để nói một cái chuyện cho quý vị dễ hiểu thôi, là cái đường làng ở cái đồng bằng sông Cửu Long đấy, phát án ra là dự án là 40-50 triệu, đem lên trên huyện hay là trên tỉnh trình thì mất hết 12% cho 7 ông quan chức ngồi đó. Ông diệt xong rồi mà đem qua công ty cầu đường nó cắn thêm một mớ nữa. Thì cuối cùng tôi nói quay đi quay lại số tiền trọn 50 triệu thì quý vị cúng cho cụ hồn các đảng hết 25 triệu rồi. Còn 25 triệu, 25 triệu đó quay về bán. Cái ông mà trúng thầu đó, ông không chịu làm. Ông bán thầu cho ông A là 22 triệu, ông A bán thầu cho ông C 20 triệu, ông C bán thầu cho ông D 19 triệu, lần, đoạn đường dài 10 cây số còn có 10 triệu thì bắt buộc anh trúng thầu cuối cùng anh phải làm với giá 10 triệu thôi. Mà thậm chí tôi nói đây là có một thằng em bạn gì tôi, nó làm bệnh viện quỷ. Cái đường lộ nằm trước cửa nhà đó đấy, mà nó cũng chẳng thưa, nó nói nó cái trách nhiệm nó không phải có. Mà cái đường đi nó đi làm hàng ngày từ nhà lên huyện là cái đường đó. Thì quý vị nghĩ thế, phẩm chất đạo đức con người của lãnh đạo ở Việt Nam hiện tờ họ là cái gì? Tôi nói xin lỗi, nói thẳng với quý vị, họ chỉ lừa đảo với nhau mà sống. Họ chỉ lợi danh, lợi nghĩa, lợi quyền, lợi chức. Họ sống thôi chứ họ không có một cái chủ đề gì giúp dân hết. Nói lên thì ông nào cũng nói tốt. Thật sự nói ai nói cũng được. Tôi nói xin lỗi quý vị, tôi nói quý vị tới sáng tôi nói cũng được. Mà có làm mà không. Đấy, thì những cái gì tôi dẫn chứng cho quý vị nhìn thấy. Cái câu chuyện rõ ràng của xã hội Việt Nam bên đây, hiện nay như thế, thì tôi mong quý vị làm sao phải nhìn thấy rõ cái câu chuyện đó để chúng ta nhìn đâu sự thật cho cuộc sống bà con dân ở dương nội ở Việt Nam là 91 triệu người và tương lai cho con cháu. Thì các anh chị nhìn thấy thì giờ tương lai con cháu nó, chúng ta là cái về bên giáo dục, mà giáo dục tôi á với Phùng Xuân Nhã nói ra thì kỳ, tôi cũng chẳng có lạ gì hắn ta đâu. Đấy. Thì các anh thấy Bộ Giáo dục mà phát biểu
đần độn ngu dốt như thế. Con cháu ra đường, học sinh cấp 2, cấp 3 giờ ở ngoài, tất cả từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Nam Nam thì đứng quay clip phụ nữ đánh lộn. Học sinh cấp 2, cấp 3 thì đánh lộn rồi mặc quần, mặc áo quả thân rồi cứ thấy cái gì. Mặc bộ đồ áo dài thì lòi quần lót ra rồi chụp hình phe lên mạng, hay hoặc là đánh lộn với nhau phe lên mạng, rồi rồi dùng những từ ngữ vô nhân quá phe lên mạng. Mà bộ giáo dục với công an không ông nào ngó ngang hết, mà các em các cháu đó cũng vẫn thờ ơ, thấy vô tư, thấy những cái chuyện đó chuyện vui rồi thấy lên mạng chơi. Quý vị nghĩ xã hội đó xã hội gì đây, mà văn hóa giáo dục, cái bộ giáo dục mấy ông đó làm cái gì được cho dân, làm cái gì được cho nước? Văn hóa giáo dục người ta phải lấy được tiếng thơm, lấy những cái gì vẻ đẹp, phải hình ảnh đẹp để cho xã hội. Mà tôi thấy bộ giáo dục ở nhà mình tôi chưa thấy cái gì gọi là tốt. Nếu quý vị nào cần thiết vô cái trang mạng của Đỗ Thị Anh Thư Hà Nội, cô ta rất bình luận rất chỉnh về cái chuyện mà phụ của bộ thằng bộ trưởng bộ giáo dục phùng trần nhạt đấy. Thì các anh các cái chị thấy đi, xã hội như thế thì còn cái gì tương lai đâu, mà bà con chúng ta cũng vẫn thờ ơ. Tất cả cô giáo viên từ địa phương cho lên tới huyện, tôi nói thẳng thôi, người nào cũng bằng mọi giá, đây cũng có những người trong gia đình tôi là người nào cũng bằng mọi giá mua cho được cái bằng đảng viên để vào biên chế dạy. Lên dạy là một ngày 8 tiếng dạy cho học sinh, thì tôi không biết có đủ 8 tiếng hay không, 4 tiếng dạy hay 4 tiếng không dạy, rồi bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn dụ dỗ các em về dạy thêm để kiếm tiền. Tại lương giáo viên nó có một cái phản nhất định nào đó, họ không đủ sống, bắt buộc họ phải sanh tật, lừa các cha mẹ phụ huynh có tiền có bạc ép con em học thêm ngoài giờ, học thêm ngoài giờ để sáng mai cô giáo đỡ dạy, rồi cô giáo tìm mọi cách đó thì lý phương án đó tìm dạy cho ngoài ngày thứ hai ngoài giờ nữa, thì các em vô trong cái giờ lớp học thì đáp số bằng không, các học hỏi các em học chính nhất là cái giờ ngoài giờ. Cho nên Đinh La Thăng ở Bí thư Thành ủy Sài Gòn, anh ta nói cũng vẫn đúng, mà anh ta không có làm được đâu. Đó, thì Bộ Giáo dục quý vị nhìn thấy như thế nào? Thì cái nguồn gốc con em chúng ta tương lai sẽ về đâu? Xã hội chúng ta tương lai sẽ gì đâu? Xin lỗi anh Nova Nguyễn, thật sự nó xuống cấp rõ ràng, mà các anh các chị bà con ở nhà ai cũng biết, mà không ông nào dám nói ra. Tôi không phải tôi hôm nay tôi nói đây là tôi nói là phiền não bà con dân chúng, mà tôi nói đây là tôi rất phẫn nộ, tôi rất khinh bỉ với cả là dàn lãnh đạo ở Việt Nam. Các anh không có trình độ thì các anh nên xuống đi, các anh không có đủ năng lực để lãnh đạo một đất nước thì các anh nên từ chức, các anh đừng để làm đất nước Việt Nam tụt hậu ghê ghê tởm như thế ngày hôm nay. Thậm chí tới giờ bên Lào Campuchia các anh cũng đi qua thì cũng cũng thua họ, rồi đi qua bệnh là cầu xin họ, chẳng hạn như cái từ cái vụ mà tháng tư vừa rồi ở chuyện Formosa đấy, dân Hà Tĩnh về sang Lào đi làm công nhân, bây giờ Việt Nam quay qua xin cầu xin viện trợ lúa Campuchia, thì quý vị nghĩ cái nhục như thế nào? Mà đồng bằng sông Cửu Long hồi xưa là cái một tiếng nói nổi tiếng của địa của vùng châu Á là dùng đồng lúa phì nhiêu, mà bây giờ hiện giờ tôi nghĩ chữ phì nhiêu đó đã biến mất rồi, nói giờ còn dùng đồng phèn chua được có hay nước mặn chứ không còn nước phèn nữa. Thì các anh chị nhìn thấy rõ ràng thực tế như thế, mà nhìn xã hội chúng ta như thế thì các anh chị thờ ơ, tôi nghĩ đó là một cái rất đau buồn. Xã hội hiện nay xã hội thối hóa, văn hóa thì tồi tệ, tiến sĩ thì tôi nói cả thế giới chưa ông chưa đất nước nào tiến sĩ như Việt Nam, 24.300 tiến sĩ xong thống kê ta tới 2014 thì Tuấn nắm cái dân số đó, mà có 24.300 tiến sĩ đó có ông nào phát minh được một cái gì cho đất nước Việt Nam hay không, hay là các anh thấy mua bằng lợi dụng cấp lên mua cái ghế đó với một cái giá nào rất đắt để đoạt được cái lợi nhuận cá nhân của vị thôi, chứ quý vị không có ông nào có một cái tâm vì dân gì nữa hết. Tại sao tôi dám nói vậy? Tôi quen rất nhiều người sang đây
Còn Tuấn cũng dẫn đi vòng vòng châu Âu rồi đi dịch cho họ. Thậm chí á, có nhiều ông, có ông tưởng tổng giám đốc kêu bằng tiến sĩ về kinh tế học, cục cái chân. Tôi nói ở nước Đức chưa có ông nào dám cầm sắp tiền mà 500 euro dày như thế rồi. Hắn ta có. Mà số tiền từ Việt Nam hắn ta cầm sang. Đấy. Thì ở nhà chán cơm rồi. Còn Tuấn thì ok, nếu anh muốn tôi dẫn anh đi. À, Tuấn thì Tuấn nước ngoài Tuấn dịch. Đấy. Thì câu chuyện giải quyết có 30 phút gì đó. Một số tiền nhỏ có 60-70 đồng. Hắn ta cầm nguyên một cái tờ 500 hắn ta cho cô ta luôn. Quý vị nhìn thấy, tôi thấy cái đó là một cái bẩn thỉu ô nhiễm của một cái lãnh đạo. Nhưng vì chỗ tình nghĩa tôi dẫn cho họ biết, tôi mới nhìn thấy được cuộc sống của họ như thế nào. Đồng tiền đó học tôi biết chắc là đồng tiền không phải đồng tiền của hắn ta làm. Đồng tiền hút xương máu của dân. Cho nên họ chi phí một cái rất đơn giản. Mà cái đơn giản đó là họ chẳng khác nào họ lấy cái quyền lợi của họ, họ giết dân để họ hưởng thụ cá nhân của họ mà thôi. Từ chỗ đó quý vị nhìn thấy rồi, quý vị không có lên tiếng thì tôi nghĩ đó là cái đáng buồn. Cái đáng buồn đó rõ ràng là sự thật đó vậy. Quý vị nhìn thấy có câu chuyện như thế mà quý vị cứ vẫn thờ ơ, tôi nghĩ đó là một cái tôi không biết như thế nào để tôi nói. Mà xã hội giờ xã hội nó tốt cùng với cái mức độ như vậy. Đấy. Đúng vậy, thiên ăn đấy. Tôi nghĩ bây giờ chế độ như thế thì giờ anh em chúng ta người hải ngoại người trong nước là tất cả anh em chúng ta phải làm sao có một cái giải đáp như thế nào để cứu 91 triệu dân ở nhà, chứ tôi thấy càng ngày quý vị thờ ơ kiểu này là tất cả chết hết toàn bộ. Mà thật những người chết đó, là những người ở trong dương nội chết, 91 triệu người chết. Tôi chưa nói về cái chuyện mà Hội đồng Thành đô năm 90 đâu nha. Thì tới 2020 này quý vị nhìn thấy cái xã hội Việt Nam nó sẽ đi đi đâu nữa. Nó sẽ đi đi gì đâu nữa. Thì quý vị nhìn thấy nó đi. Các tôi nghĩ biết chắc là cũng có nhiều thông tin, tất cả bác sĩ ở nhà hay là các anh bên kinh tế ở nhà ngồi ăn nhậu với nhau họ cũng bàn chết rồi không biết đất nước Việt Nam tương lai tới năm ngày 20 này đi sẽ đi gì đâu. Họ biết đấy. Họ biết đấy. Nhưng họ không làm. Họ biết đấy, họ đang lo sợ, thì tôi không 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 trách họ, họ trách họ lo lo sợ làm sao gì, công ăn việc làm của họ, về cuộc sống của họ, họ sợ liên lụy về cá nhân của họ, thì người trong dương nội nếu họ sợ cái đó, tôi nghĩ cái sợ của gì cái sợ sai, tại vì trên đời con người chúng ta sống được bao lâu, nếu các anh các chị mà cứ e thẹn ngại ngùng sợ sệt, thì các chị không khác nào các vị cầm con dao các vị cắt cái tương lai của quý vị, cắt cái dòng họ quý vị, cắt cuộc đời của xã hội. Nếu quý vị cố tâm đoàn kết cùng sống với nhau, bỏ chút ít thời gian nhúng chân vào chuyện xã hội, phân giải cái chuyện hiện tại và tương lai cho đất nước, thì tôi nghĩ đất nước Việt Nam sẽ có một ngày phồn vinh. Mà nếu quý vị thờ ơ như thế thì tôi nghĩ càng ngày quý vị càng chết. Mà cái chết á không phải anh em chúng tôi chết đâu. Anh em chúng tôi có cái chết đau thương thôi. Nhưng cái chết thực tế là quý vị chết ở nhà trước. Thế tôi không chết đâu. Mà tại sao tôi phải nói lên như vậy? Tôi nói lên đây là cũng vì tình yêu thương nhân loại, tình yêu thương đồng bào, tình yêu thương quê hương tổ quốc. Chứ cái chế độ cộng sản hiện giờ thì quý vị nhìn thấy nó tàn ác còn hơn là dã thú. Không từ trên xuống dưới. Tướng nào từ tướng giết tướng, từ trung ương giết trung ương, từ tỉnh giết tỉnh, từ huyện giết huyện, anh nào cũng không hợp nhau thủ đoạn thanh toán với nhau, thanh toán với nhau rồi trong vòng 1-2 ngày là tiệt. Chẳng hạn như tôi nói chuyện đó rồi, có gần chuyện Yên Bái đấy, đấy về xử nhân quyền cả làng đấy, có ông nào ở tù không, chết hết 4 thằng 3 thằng và manh mối không biết ai. Tòa án thì hứa lên xử xử rồi cũng về nước 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 đổ lầu dịch. Xã hội Việt Nam thì bởi người ta thường nói câu xã hội Việt Nam lực sẽ đầy một lần, đầy một rừng lực, nhưng đem xử là xử lực rừng. Là quý vị tin được cái chuyện đó, tôi nghĩ quý vị sống làm sao sống nổi không ạ?
Chính xác anh Nụ à. Nó bán. Thì đất nước Việt Nam anh thấy không? Cái chuyện mà hội nghị thành đô đây là nếu anh vào trong cái Facebook riêng Hoàng Tuấn anh nhìn thấy rõ ràng là tôi có đăng cái bài của Lê Phật Lê Khả Phiêu với Trần Đức Lương bán đất Trung Quốc với giá 2 tỷ đô la năm 98 ở 88 có rõ ràng anh vô đó anh đọc. Mà cái này là không không phải thông tin của Hoàng Tuấn đăng mà thông tin từ trên mạng của toàn cầu là Wikipedia đăng chứ không phải Tuấn đăng đấy, thì anh vào đó anh xem nó bán rõ ràng mà dân biết, dân chúng chúng ta biết, dân chúng chúng ta vẫn thờ ơ, dân chúng chúng ta biết, dân chúng chúng ta thôi thì dùng chữ kệ thôi, mạnh ai đấy lo. Thì quý vị muốn đoạn tuyệt cái dòng họ quý vị muốn đoạn tuyệt tương lai con em của quý vị thì quý vị cứ thờ ơ. Còn quý vị nào muốn con em chúng ta phải ngẩng đầu lên nhìn xã hội chúng ta là người Việt Nam thì tôi mong quý vị hãy nhìn thấy rõ đâu sự thật, nhìn thấy đâu là tương lai của xã hội, nhìn thấy đâu là tương lai của con cháu thì quý vị phải phiên quý vị nên tỉnh giấc. Mà cái tỉnh giấc này là phải tỉnh giấc phải toàn cầu tỉnh giấc đoàn kết với nhau. Đấy. Thì quý vị phải mới có được cái tương lai đất nước Việt Nam cho tôi nghĩ giờ kéo tới á, cái vụ mà hội nghị thành đô thì tới 2020 là Việt Nam kết thúc tiếng Đức nó kêu bằng aus là tiếng Việt là kết thúc. Và sau đó thì bất tất cả bao nhiêu bài báo tôi nói đó, là từ hai năm 2020 tới 2035 thì Tàu nó sẽ thống trị Việt Nam, là 2035 tới 2050 là nó được trị Việt Nam. Thế tôi nghĩ kết thúc đất nước Việt Nam 30 40 năm tương lai năm sau là sẽ về tối tăm mù mịt luôn. Mà quý vị nhìn thấy cái cư xử chế độ của Cộng sản Trung Quốc như thế nào, nó sẽ giết dân như chúng ta như thế nào, rồi quý vị cứ thờ ơ thì vài bữa quý vị sẽ lãnh hết toàn bộ những cái chuyện hậu quả đó. Nếu quý vị không tỉnh giấc, quý vị không nhìn thấy được cuộc sống đâu là thực tế, đâu là tương lai cho con em chúng ta, thì cái dòng họ người dân tộc Việt Nam quý vị sẽ gánh hết. Mà trong cái chuyện gánh đó đó, thật sự quý vị đau thương dân anh em chúng tôi ở ngoài cũng không vui vẻ để dễ gì đâu. Vì từ chỗ không vui vẻ đó anh em chúng tôi mới phiên là bà con làm sao nhìn thấy được cái chế độ tại của cộng sản hiện nay như thế nào, chế độ độc quyền cộng sản hiện nay như thế nào, nó đang bán nước bán biển cho ngoại bang. Ngoại bang đó là ai? Ngoài không ai ngoài Trung Quốc hết, và hình như là cả 95 triệu người hải ngoại và ai cũng biết rồi, người Việt ở hải ngoại và trong trong nước ai cũng biết rồi. Mà cái biết đó đó không ai làm hết. Tôi nghĩ đây là một cái thâm tệ nhất của cái nhân loại của người Việt Nam mình hiện giờ sống hiện giờ, là quý vị hình như là cũng muốn đoan tiệc chứ cái hai chữ Việt Nam hay sao ấy. Quý vị không có ông nào dám đứng lên hết. Tôi đáng buồn, đây là câu nói sự thật tâm của tôi nói. Hoàng Tuấn cũng quen rất nhiều những cái nhân tài ở châu Âu này, cũng tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư ở nước Đức, Hoàng Tuấn quen rất nhiều nhân tài, có nhiều người rất nhiều hiểu ăn học sâu hiểu rộng trí thức bình luận làm việc thành đạt gấp ngàn lần Hoàng Tuấn, gấp trăm 200 lần Hoàng Tuấn. Họ biết mà họ không làm, cái đó tôi nói cái đó là cái tôi rất buồn. Mà phiên họ thì họ cũng anh lớn tuổi 60 65 tuổi anh làm được gì? Tôi nói anh không cần phải làm cái gì hết, anh phải có một suy nghĩ gì động viên cho các cháu ở nhà. Các cháu là tương lai đất nước, các cháu là mầm non của xã hội, các cháu là một gia nhân thành đạt của Việt Nam trong tương lai, thì các anh các chị ăn học được nước ngoài hiểu được cái gì các anh các chị nên chỉ dạy chỉ bảo cho các cháu, đó là cái mơ ước cuối đời của các anh còn được mượn tiếng thơm. Chứ các anh cũng không muốn các anh tương lai các anh chết như Gaddafi ở châu Phi hay không đó. Thì cái những lời tôi phiên đó mà anh nào cũng thờ à, dân hải ngoại tôi nghĩ rồi, thật sự quý vị ở dương nội quý vị đừng nên trông họ. Ai cũng có quyền cá nhân riêng của họ, Hoàng Tưởng không nói hết cả đấm mà sự thật nó vậy. Ông nào cũng bảo thủ, ông nào cũng muốn quyền quân chức mà không ông nào chịu làm hết. Đó. Thì từ cái dòng giống của người Việt dưới thập niên 60, 70 tới giờ tôi thấy ông nào cũng nói thì nhiều chứ ông nào làm. Thì y như chế độ Cộng sản hiện nay cũng vậy.
Đó thì quý vị nhìn, quay lại chế độ cộng sản thì quý vị nhìn thấy 41 năm nay ở Việt Nam quý vị nhìn thấy có một cái gì an toàn cho đất nước không? Từ giao thông, an ninh, thức ăn, thực phẩm, cuộc sống. Tôi mới nói là cuộc sống quý vị nghe. Thật sự tôi nói đây không phải tôi nói phe nha, không có phe đâu. Cái đồng hồ tôi mua rất đơn giản, cái Omega tôi mua rất giản, tôi mua có 5-3 cái một tháng cũng được. Tôi mua làm cái gì? Đối với tôi không có khó. Nhưng cái khó của tôi hiện giờ là cái khó tôi mong làm sao quý vị hiểu được. Tại vì cuộc sống anh em chúng tôi bên đây nó không có cái gì gọi là thiếu. Mà cái thiếu gì hiểu thiếu nặng nặng nhất của anh em chúng tôi bên đây là thiếu tình, thiếu nghĩa về quê hương. Mà cái tình, cái nghĩa quê hương mà quý vị không đồng lòng với anh em chúng tôi để tìm ra cái đáp số giải quyết, thì tôi nghĩ cái đó là cái đau thương nhất của anh em chúng tôi. Mà cái đau thương đó nó cũng không đến nỗi mà khổ ải như quý vị các anh chị ở địa phương hiện nay. Như các anh chị giáo, tôi có quen một người bác sĩ, họ cũng rất tâm đắc nói chuyện với tôi. Nhưng họ nói giờ em phải làm cái gì vậy anh? Tôi nói là giờ em không cần làm đâu. Những cái lời phiên em, những người động viên của em đối với trẻ thôi. Cho đám trẻ bớt đi những cái hoang phí thời gian hàng ngày trong công việc, quan tâm về chuyện xã hội, cùng ngồi lại tìm các phương pháp giải đáp, giải quyết những bức uất ức của xã hội với cái chế độ cộng sản cầm quyền hơn 40 năm nay, thì cái đó là cái thành công. Mà nếu các em không làm, các em cứ dùng chữ kệ đó không phải là của các em, chữ kệ đó cũng từ thế hệ của bà con, thế hệ trung cấp như anh em chúng tôi là tuổi 50, 60 đã và đang không làm, chứ không phải làm. Quý vị kệ, bố mẹ kệ thì con kệ, con kệ thì xã hội nó sẽ tệ. Hay là quý vị muốn mất gốc đất nước Việt Nam, toàn đất nước Việt Nam từ Bắc vào Nam cống hiến cho Tàu hết, là quý vị vui thân. Hay quý vị muốn đất nước xã hội Việt Nam nó sẽ lụng bại và nó đi sâu vào cái thế hệ con cháu chúng ta mất luôn, không biết luôn. Hay là để dùng chữ tương lai một ngày nào đó thì chữ Made in China nó nằm trong đó. Tôi nói thật, quý vị, tôi cũng như Mã Tuy Linh thôi. Tôi chánh gốc tôi là người Tàu. Gốc đời ông nội tôi lúc ở về Mỹ Tho là ông nội tôi là người Tàu, họ Bạch. Hoàng Tuấn hiện giờ cũng là họ Bạch. Nhưng tôi không cam chịu được cái chuyện mà phẫn nộ của chế độ dốt nát, loan lách, bợ đích dân Tàu để bán nước hại dân. Đó là tôi không chịu. Công lý con người như dân Việt mình phải đứng lên. Như Nguyễn Công Ngạn nói, không có xã hội nào vĩnh cửu, không có chế độ nào tồn vong, chỉ có đất nước và dân là tồn vong mà thôi. Đấy. Thì câu nói Nguyễn Công Ngạn mãi mãi thấm vào trong đầu chúng tôi. Mà chúng tôi cũng là người cũng muốn hướng về quê hương, hướng về tổ quốc. Chúng tôi muốn cùng với anh em làm, chúng tôi muốn cùng với anh em phấn đấu, mà không ai chịu hết. Thì quý vị, cái mà gánh nặng nhất hiện tại quý vị hiện giờ là quý vị trước, chứ không phải là anh em chúng tôi trước. Anh em chúng tôi có cần gì ở xã hội Việt Nam đâu. Anh em chúng tôi cũng không mong muốn gì ở xã hội Việt Nam đâu. Tôi nói thật sự quý vị, đây là một cái nói không phải là đoan tiệc. 5 năm nay Hoàng Tú chưa ăn một cái món gì ở Việt Nam hết. Chưa ăn gì hết. Thậm chí bún, măng, gà, vịt. Xin lỗi, tôi sợ lắm rồi. Cái gì mà để mắt anh China, Việt Nam là tôi ớn lắm. Không phải là có tiền nói vậy, không phải là tôi nói phách, mà đây là sự thật. Cả những cái món ăn gì, những cái thực tiễn gì của Việt Nam mà tôi thấy cảm giác cái tâm tôi không an, tôi không bao giờ tôi nuốt vô. Thậm chí hôm tháng 4 vừa rồi, mẹ tôi về nhà tang lễ bà thân mẫu tôi mất. Cũng có mời bạn bè đi ở chỗ nhà hàng Tân Hồng Phong, quận 5. Đãi bàn ăn cũng rất ngon lành. Tôi cầm đũa tôi đâu có biết gấp cái gì mà món nào đâu. Món nào nhìn thấy cũng ngon, món nào nhìn thấy hấp dẫn. Mà có cái món nào an toàn đâu. Còn bản thân tôi trả lời một câu á. Kệ đi anh ơi, gấp đại đi. Trả lời một câu tuyệt vọng luôn.
anh ta trả lời một câu tuyệt vọng luôn, hên xui thôi đó. Thì quý vị, cũng một dân đại gia ở Việt Nam đó mà họ trả lời như thế, họ biết chết, họ vẫn lủi đầu vào. Tôi nói kiểu này không được rồi, tại sao dùng chữ hên xui? Nếu không tin tưởng thì đừng gỡ vào, có tin tưởng thì lên làm. Còn những cái chuyện gì các anh, các chị, bà con ở nhà phiền não thì cứ cố gắng động viên nói lên. Nói lên không phải điều gì quý vị. Tôi nói thẳng rằng nếu tôi ở Việt Nam tôi sẵn sàng tôi chết. Tôi sẽ nói lên cho quý vị nghe. Tôi sẽ nói thẳng những cái gì tôi thấy, những cái gì tôi sẽ nói. Tôi không cần sống với cuộc sống vinh quang phồn vinh đâu. Mà tôi chết, mà cái chết chúng ta phải chết như thế nào? Chết để cho tiếng thơm con cháu. Chết để cái hữu ích cho nhân loại. Tôi sẵn sàng tôi làm. Chứ không phải tôi sống một sống như dơ bẩn như dàn lãnh đạo ở nhà đâu. Chính anh em chúng tôi cũng là dân, tôi nói thật, quý vị, tôi nhắc lên đây nói là cho quý vị nghe lần đầu nữa, là dân Tôn Tuấn xuất phát từ gia đình cộng sản mà ra. Ông già đi tập kết, thằng anh làm ruột, anh ruột làm công an, Tuấn cũng là sĩ quan. Mà tại sao bữa nay tôi nhìn tôi thấy nói vậy? Cái gì rõ ràng họ thấy, tôi thấy đó là cái chuyện lừa đảo của họ thôi. Họ chỉ cứ biết cuộc sống riêng cá nhân của họ thôi, họ không có quan tâm về cộng đồng, họ không có quan tâm về xã hội, họ không có chú ý về cái tương lai tồn vong của đất nước. Mà nói đi nói thẳng, nói thật cái trình độ văn hóa họ không có luôn. Bằng mua học học gì đấy không, tại chức ông đảng viên nào lên học cũng đậu hết, mà đậu thì đầy một đàn quý tá thì đi đầy đường, không ông nào làm được hết. Lên ghế đó là lên ghế để hút máu dân thôi, chứ có ông nào có được bằng phát minh, có ông nào được bằng sáng chế mà để cứu dân giúp dân đâu. Tôi nói đây thậm chí tới cái bà Nguyễn Thị Kim Tiến mà tôi kêu bằng Kim Tim đấy, bộ trưởng Bộ Y tế đấy. Quý vị nhìn thấy từ Bắc vào Nam có bệnh viện nào mà quý vị nhìn thấy bệnh viện đó quý vị tôn trọng đâu đấy. Mà quý vị không nhìn thấy à, như bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, người nuôi bệnh, nuôi thân nhân bệnh, nuôi bệnh nhân xong là bệnh nhân nuôi được cái người nuôi bệnh. Lý do là sao? Ô nhiễm môi trường, 2-3 người 3 người nằm một giường, mà mỗi lần bà tao lên phát ngôn trên đại chúng thì quyết tâm phấn đấu là lương y như từ mẫu, lương y như từ mổ là có. Tôi nói bà Kim Tím với tôi không lần gặp bà dân Nghệ An, bộ trưởng Bộ Y tế đối với tôi, bà đó không bao giờ tôi đổi cho chung bà đó. Thuốc men tất cả bác sĩ từ trên xuống dưới, ăn hối lộ từ trên xuống dưới. Và nuôi bệnh nhân thì phải vô vào cửa, muốn thăm một bệnh nhân thì phải đúc từ y tá, y sĩ, bác sĩ tới bệnh viện trưởng mới được thân nhân mình ưu tiên. Cái lỗi này tôi nói quý vị là cái lỗi cũng từ dân mà ra. Nếu quý vị đoàn kết, quý vị không cho thì họ làm sao? Ai cũng muốn lo cái chuyện cá nhân riêng của họ, ai cũng muốn lo cái tốt cho cá nhân riêng của họ, mà họ không ai nhìn ra chuyện xã hội tồi tệ. Quý vị dẫn dắt lãnh đạo với chế độ thúi nát này đi vào cái chuyện tồn vong là chuyện thực tế nói vậy. Thì quý vị nhìn lại cái con mẹ bộ trưởng Bộ Y tế thôi, có đứa con phung phí bên Mỹ, mua ở nhà bên Mỹ, bà sống ở đâu chết đâu. Mà quý vị nhìn thấy rõ ràng không, những người nghèo, bà con 91 triệu dân nghèo chúng ta mấy triệu nằm viện ở Việt Nam, chứ tất cả những dàn lãnh đạo trung ương có ai nằm viện Việt Nam đâu quý vị nhìn thấy thôi. Chẳng hạn như Phùng Văn Thanh chết hôm 19 tháng 6 2015 ở bên Pháp. Tất cả những giai nhân thành đạt họ có tiền, họ có ông nào nằm bệnh viện Việt Nam đâu quý vị nhìn mở mắt to mà nhìn thấy. Bệnh viện Việt Nam là bệnh viện dơ bẩn để chứa cho những người dân không có khả năng nằm đó. Chứ dân tài, dân có trí thức, dân ăn hối lộ, dân tham nhũng họ đi ra nước ngoài họ trị hết. Họ biết, họ làm được vì họ có tiền. Đồng tiền đó không phải đồng tiền xương máu của họ, đối với họ là quốc rất là đơn giản. Nhưng quý vị phải nhìn lại đó là cái chuyện sự thật. Bộ tướng nói có sai không? Vài bữa xem Nguyễn Phú Trọng mà ngáp ngáp á, ổng có nằm viện ở Hà Nội, quý vị chém đầu tôi chịu cho. Hay là Trần Đại Quang
Hả, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thử bà coi cái bộ bà bộ trưởng bộ y tế vài bữa bà ngáp á, quý vị coi có bà nằm bệnh viện nào. Tôi nói không có sai đâu, từ Singapore sang tới Đức, sang tới Pháp, sang Mỹ, ở Úc hay là Nhật, chứ không bao giờ nằm bệnh viện Việt Nam đâu. Quý vị nhìn cũng nhìn thấy rõ ràng câu chuyện đó mà. Mà những đồng tiền đó, đồng như đồng tiền đối với họ là rất đơn giản, đồng tiền tham nhũng họ đâu có cực khổ đâu, họ biết được làm chuyện đó, họ có tiền họ làm được. Mà cái lợi dụng đồng tiền nó từ đâu ra? Đồng tiền cũng có 91 triệu dân quý vị đóng thuế công từ sáng tới chiều làm cực khổ họ lấy đấy, quý vị nhìn thấy rồi đó, mà quý vị còn thờ ơ. Xã hội tới đi tới con đường tột cùng như thế mà các anh chị em chúng ta thờ ơ như thế thì các anh em chúng ta phải tự giết chúng ta thôi chứ không ai. Ông Nguyễn Phú Trọng nói y như là chống tham nhũng là ta tự chống ta, rõ ràng như vậy. Từ ông già 72 tuổi đó, đi hết nổi rồi cũng còn những câu biện hộ thối nát như thế, biện hộ bị mỹ dân như thế thì xã hội chúng ta nhìn như thế nào đây? Mà tôi không quay về nói chính trị, tôi nói bằng thực tế chuyện xã hội thôi. Quý vị nhìn thấy rõ ràng tôi nói gì, cái chuyện giáo dục đã nói rồi, bộ y tế quý vị cũng nói rồi, về bảo vệ môi trường quý vị thấy cái môi trường Việt Nam sao đây, từ Bắc vào Nam tôi nói đây một cái chuyện đơn giản thôi, cái sân bay Nội Bài Tuấn ghé rồi, sân bay ở Tân Sơn Nhất ở ghé rồi, có ông nào mà vô sân bay vô toilet công cộng của sân bay mà không quẩn mũi không? Đừng nói quý vị sang châu Âu rồi, toilet ở Phan Phuộc, sân bay Phan Phuộc, sân bay Düsseldorf, sân bay Berlin, sân bay Bremen, quý vị vào toilet thật sự Tuấn nói không phải là xin phình bỉ cái bộ mặt, thật sự vô vào toilet của sân bay tôi muốn nằm trong đó tôi ngủ luôn, nó thơm, nó sạch sẽ, hơi không khí người ta sạch sẽ như thế. Cái đó mấy quý khách con ở nhà mình cứ bảo vệ môi trường mình được đâu, mà sân bay là trong hai sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất là cái bộ mặt rước khách của toàn thế giới vào Việt Nam mà nó dơ bẩn như thế. Và báo chí đăng là cái sân bay Tân Sơn Nhất là cái top 10 dơ bẩn nhất thế giới thì mình nghĩ sao? Tôi chưa nói về chủ nhà nhà, nhà, nhà dân là công nhân viên trong sân bay trộm cắp hàng hóa của Việt Nam rồi. Thì cái môi trường Việt Nam quý vị nhìn thấy đó, quý vị học được cái gì? Em thì Dương, đứa cô em gái ở Na Uy chúng tôi cũng có nhắc nhiều nhiều chuyện đó, mà tôi biết rằng cái đau thương của em cô đó chỉ có thời gian ngắn thôi mà cô em còn nhìn thấy vậy. À, còn anh em chúng tôi sống ở đây 30-40 năm nay rồi, chúng tôi phải nhìn thấy rõ câu chuyện nào, cái nào đúng, cái nào sai để phân tích cho quý vị nha. Quý vị thờ ơ là quý vị phải tự chết, đừng đổ thừa là anh em chúng tôi không nói. Mà thật sự anh em chúng tôi nói ở đây cũng không có một cái gì để anh em chúng tôi lợi hết. Y như cô em nói không có gì anh em chúng tôi lợi hết. Mà cái lợi là lợi riêng cá nhân của xã hội Việt Nam, tương lai con cháu Việt Nam, sự phồn vinh cho đất nước Việt Nam, mà anh em chúng tôi nói đây là để giúp, để góp ý kiến để cho quý vị, cho anh em chúng tôi cũng không có một cái gì cố ý mà nói xấu cái gì đâu, quý vị đừng hiểu lầm. Đấy, thì trên cái clip này Hoàng Tuấn đăng rõ ràng số điện thoại và email, nếu anh em nào thắc mắc cứ gọi điện thoại, tôi sẵn sàng tôi trả lời. Xã hội tồn tột xã hội Việt Nam hiện giờ nó đi về cái thế hệ con đường cùng rồi, quý vị còn không không tỉnh giấc như thì Dương cũng nói rất nhiều, quý vị không tỉnh giấc quý vị cứ thờ ơ. Nếu các anh em chúng ta phải đoàn kết thì cái gì cũng có một cái đáp số hết, cái gì cũng có một cái lối thoát hết. Cái lo ngại nhất của Hoàng Tuấn với tất cả cộng đồng hải ngoại đây là cái lo ngại nhất là các anh em chúng ta thiếu cái đoàn kết, thì cái đoàn kết chúng ta không bao giờ có, chúng ta không bao giờ thành công được. Mà cái không thành công của anh em chúng tôi đó là anh em chúng tôi không chết, mà người chết trước, chết đầu tiên là dân Dương Nội, dân ở còn quê hương nhà chết. Anh em chúng tôi không chết đâu, anh em tôi chỉ đau thương thôi, mà cái đau của tôi là anh em chúng tôi đau là anh em chúng tôi biết, mà nhìn thấy thì mới là giải thích cho quý vị nghe. Còn những cái chuyện làm chúng tôi cũng không phiền là các anh em ở Dương Nội làm không, anh em chúng tôi bên Dương Ngoại vẫn làm, mà như
Phương châm làm như thế nào thì chúng ta phải có một cái ngồi hội thảo bàn nhau mà làm, chứ không phải là anh em chúng tôi bỏ cái gì đâu. Đấy, như thì Dương cô ta nói là góp tiền bạc như thế nào thì Tuấn không dám hứa chuyện đó. Nhưng cái lòng yêu nước, vì quê hương, vì xứ sở, vì cuộc sống, tôi nghĩ đồng tiền không phải là hết, đồng tiền là trên hết. Mà cái tình cảm con người chúng tôi sẵn sàng, tôi làm chuyện đó. Mà cái tình cảm con người nó sẽ đi đôi vào cái thực tiễn, đi đôi vào cái kinh tế, đi đôi vào cái hiện tại, thì đồng tiền tôi nghĩ cũng không khó giải quyết, y như em gái đó nói. Cho nên quý vị phải nhìn thấy rõ, rõ câu chuyện của tất cả bạn bè, anh em, chúng tôi nói đây, không có ai nói dối đâu. Không có ai nói cái đây là một câu nói lừa đảo đâu, mà đây là cái câu nói sự thật. Cái một cái tâm huyết của con người hải ngoại, tâm huyết của những con người đau thương quê hương về đất nước, tâm huyết con người hướng về tương lai cội nguồn, họ tức họ nói, họ thấy họ nói, họ biết những cái gì sự thật họ nói mà thôi. Chứ họ không có hưởng được cái gì đâu. Quý vị nên thông cảm, đó là sự thật. Mà sự thật này nếu quý vị coi nó phũ phàng là quý vị tự cho quý vị là phủ vàng, chứ không ai cho quý vị phủ vàng. Thưa Hoàng Tuấn nhắc lại cái câu của Nguyễn Công Ngạn nói cho quý vị nghe lần cuối. Không xã hội nào vĩnh cửu, không có lãnh đạo, không đất nước, không có chế độ nào tồn vong, chỉ có con người và đất nước mới tồn vong thôi. Mà con người đất nước chúng ta không làm thì lấy đâu mà tồn vong. Con người đất nước chúng ta thờ ơ, sống dùng chữ kệ, sống sợ này sợ kia. Quý vị sống trên đời, quý vị sống được mấy lần? Hai quý vị một chỉ có một lần chết thôi. Quý vị sống trên đời, quý vị chết được 5 lần, 6 lần không? Có ông nào chết không? Xin lỗi, ông Phật cũng chưa có đâu. Đừng nói người Việt mình. Mà có ông nào sống dài được 6, 7, 8, 90 tuổi đâu mà khỏe đâu. Tôi nói chẳng hạn như ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ 72, 73 tuổi rồi, ông làm được cái gì đây? Nhân phẩm con người ổng, cái đạo đức con người ổng thì tôi nói cả thế giới ai cũng biết rồi. Thậm chí tới báo chí Đức nó còn nói thẳng ông này là dân tham nhũng thứ 5 trên toàn cầu, độc quyền độc đảng thứ nhất thứ 5 trên toàn cầu. Đó, cái bài báo Hoàng Tuấn có đăng đó, quý vị đã nhìn thấy, quý vị đã biết rồi, quý vị còn nên thờ ơ. Tôi không biết như thế nào đây. Tôi mong làm sao là clip này với tất cả anh em chúng tôi quay lên đây, nói lên đây là không phải anh em chúng tôi nói để mà đưa mặt phô trương lên đây, nói lên đây để mà hãnh diện hay là lấy tiếng thơm hay là một cái gì đó cho cá nhân, toàn bộ không có. Anh em chúng tôi nói đây là cũng vì tình quê hương, anh em chúng tôi nói đây cũng vì máu đỏ da vàng, anh em chúng tôi nói đây cũng vì tương lai đất nước, anh em nói chúng tôi nói đây vì xã hội Việt Nam mà thôi, tồn vong cho đất nước Việt Nam mà thôi. Mà cái tồn vong đất nước Việt Nam chúng tôi của Việt Nam là không phải anh em chúng tôi dân hay ngoại làm, mà tất cả những người ở trong nước cùng làm thì mới tồn vong được. Còn các anh em bà con quý vị ở nhà mà cứ thờ ơ theo một cái nhóm lợi ích nào đó, vì quyền lợi cá nhân nào đó, tất cả lãnh đạo với chế độ cộng sản ở Việt Nam như thế, thì các anh đừng trách làm sao là cộng sản ác. Mà thật sự cộng sản không ác, mà những người ác đó là những người ác tâm của quý vị. Những người đó, những người thờ ơ nhất là quý vị, chứ không phải cộng sản đâu. Cộng sản họ đi theo cái đường lối đúng của họ, là họ nghĩ đó là họ đúng, đúng đúng chính sách của chính sách riêng của họ. Mà những nhân quyền con người chúng ta không có, tự do ngôn luận chúng ta không có, mà tại sao chúng ta không phát biểu lên, chúng ta không nói ra những sự thật, chúng ta không nói ra những quốc ích, chúng ta thờ ơ những chuyện đó là quý vị, cái đó là cái chết của quý vị, chứ không phải là của cộng sản nó chết đâu. Quý vị đã nhìn thấy rồi, chế độ cộng sản trên toàn cầu thế giới chỉ còn mấy nước đây? 4 nước: Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, một Anh Phi Châu nữa. 174 nước tự do người ta, có ông nào mà ghê gớm ghê tởm như Việt Nam không? Không có đâu. Tôi nói đây, tôi nói thẳng quý vị cả. Tất cả dàn lãnh đạo Việt Nam không ai lạ hơn tôi hết. Ông nào cũng biết tôi, từ dàn Bộ Ngoại giao cho tới Chủ tịch. Có nhiều người còn biết và còn nói chuyện riêng cá nhân với tôi nữa. Mà giờ tôi sẵn sàng, tôi đoạn tiệc cho họ thôi.
Đối với tôi cái chuyện đó con người tôi sống cũng chẳng được bao lâu. Thật sự Hoàng Tuấn năm nay năm 2, năm 3 tuổi là không còn trẻ đâu. Gia đình tôi cũng không có gì thiếu. Con cái tôi cũng thành đạt. Tôi cũng có mái che trên đầu. Tôi có thiếu gì đâu. Thật sự khoảng nói quý vị đừng cười, khoảng nửa năm nay Hoàng Tuấn nghèo lắm, không có ăn gạo đâu. Toàn ăn độn. Có chết đâu. Mà Hoàng Tuấn phát biểu lên những cái ý kiến đây đó là tôi nói tôi rất đau, tôi đau nhất là cô em gái Thùy Dương của tôi ở bên Na Uy và cô ở bên Đài Loan, là hai cô đó tôi rất buồn. Tôi nói tôi nhục là tôi là dạng đàn anh đi trước, anh em chúng tôi không nói được, không hướng dẫn được cộng đồng, không giúp được cho xã hội, không có tâm hướng về quê hương đó. Tôi nghĩ là cái đó một cái khả năng thiếu kém của đời tôi, cho nên vì chỗ đó hôm nay tôi cùng với các em đó chia sẻ lên những cái clip này, nói lên cho cộng đồng biết anh em chúng tôi cũng không phải là những người là không có tâm cộng đồng đâu. Mà cái tâm đó đó anh em chúng tôi chỉ được cái lời nói và cái lời phiên cho quý vị hiểu, quý vị thấy cái thực trạng thực tế của xã hội hiện nay với cái chế độ cầm quyền của hiện nay ở Việt Nam như thế. Thì những cái lời phân tích đó là em Thị Dương em cũng nói hết rồi, tôi không nói nữa, mà tôi phân tích cho quý vị nghe cái nào đúng cái nào sai của xã hội thực tế nó như vậy, và những cái phần thắng hay thua chúng ta không thể nào nói được. Thắng hay thua ăn thua cái đoàn kết của mình, cái đoàn kết của mình có được hay không. Bà con mỗi một người bỏ ra 1 phút, 91 triệu người cùng chung lại là cái số giờ nó bao nhiêu, thì thế nào anh em chúng ta mới có tìm được cái đáp số. Mà cái đáp số đó, cái đáp số thành công đó, tất cả quý vị nhìn thấy nó phải có một cái đoàn kết to. Mà ai ai cũng thờ ơ, ai ai cũng vô tư, ai ai cũng lo chuyện cá nhân, thì quý vị đừng nghĩ sau là anh em chúng tôi không nói. Mà cái đó, cái thờ ơ đó, cái thờ ơ đó dẫn chứng, cái thờ ơ đó là cái thờ ơ hết sức là nói từ như thế nào để cho quý vị thông cảm. Ngu muội thì không dám nói. Cái thờ ơ của bảo thủ. Mà cái bảo thủ là cái tự sát. Mà tự sát đó là ai tự sát trước? Dân ta tự sát trước. Thì quý vị thấy không, như những cái clip của tất cả em Út đó đăng như thế. Bây giờ tiền bạc, ngân hàng, lạm phát như thế nào? Tôi không nói mà quý vị cũng nhìn biết rồi. Ngân hàng bây giờ cũng bằng mọi thủ đoạn, những gia nhân thành đạt nào có tiền bỏ 20 triệu trọng cũng phá tài sản bằng mọi cách dụ dỗ lấy tiền của người ta, rồi ông này chạy tội cho ông kia, ông kia chạy tội cho ông nội, ông nọ, rồi cái đổ tội rốt cuộc là những cái người tiền bạc trong đó mất, mà không ai có tội hết, mua quyền mua chức cái nhà hết. Rốt cuộc đó là ai chịu đây? Cũng là người dân đen chúng ta chịu. Quý vị biết sai, quý vị thấy thờ ơ như thế mà quý vị còn thờ ơ, thì quý vị hỏi tại sao anh em chúng tôi không nói. Anh em chúng tôi nói ra là để quý vị nhìn thấy, quý vị biết thôi, chứ anh em chúng tôi cũng không có một cái lợi ích gì hết. Mà cái lợi ích chung cho cộng đồng, lợi ích chung cho xã hội, nhìn thấy cái chế độ tồi bại của cộng sản hôm nay độc quyền độc loạn như thế, mà quý anh em chúng tôi nói như thế, anh em chúng tôi nói đây là để cùng với cộng đồng tháo rỡ những cái phước mắc của xã hội hiện tại với chế độ độc tài như thế thôi. Đấy. Thì những cái gì tôi nói đây tôi hy vọng làm sao quý vị sẽ nhìn thấy rõ sự thật. Mà sự thật đó nó có rồi. Nó không phũ phàng đâu, sự thật đó nó rõ ràng trước mắt quý vị đấy. Đó, được 4 cơ bản như dự án nãy giờ Hoàng Tuấn nhắc. Thì quý vị sống ở Việt Nam, quý vị, tôi nói phiên từ đây tới năm 2000 thì không có xa ra đâu. 3 năm nữa thôi, 2 năm mấy, 2 năm 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng gì đó. Thì quý vị nhắm mắt là một ngày trôi qua. Quý vị thờ ơ một ngày là chết 24 giờ. 24 giờ cộng cho 91 triệu người thì quý vị nghĩ sao đây? Hay là quý vị muốn đồng tình với cái chế độ cộng sản này, quý vị đồng tình với họ để cho bán nước cho Tàu luôn. Rồi một ngày nào đó cái dòng họ của quý vị, dòng họ A, dòng họ B sẽ mất gốc luôn. Rồi vài bữa thành cái dòng họ
chung chung chăng, chung chung chinh, chung chung chẳng gì đó, thì quý vị thấy mới gì hài lòng. Và tiếng Việt lần lần nó sẽ mất gốc luôn. Như cái thằng bộ trưởng bộ phụ mượn nhà giờ thông thung độ đại đại chúng của tầng lớp cấp 1, cấp 2 về và tiếng Tàu. Tôi nói các clip với tôi chửi nó nát. Tôi hy vọng một ngày đó tôi gặp nó bên Đức, bộ trưởng bộ bộ ngoại bộ giáo dục. Thì tôi những cái lời tôi nói đây là thật sự quý vị thông cảm. Hôm nay Tuấn lên đây phát biểu không phải là một nhà chính trị. Tuấn phát biểu vì cái tâm đắc của một người nhân sống tha phương. Cũng cùng với đứa em gái ở bên Na Uy tôi làm thôi. Chứ anh em chúng tôi cũng không có một cái gì lợi ích. Mà anh em chúng tôi cũng không phải lên đây để mà mượn cái tiếng nói này, đưa cái mặt lên đây rồi phô trương lên đây rồi nói những cái lời để mai mốt về tương lai làm ông chủ tịch nước hay là ông tổng thống cộng hòa hay là một cái chủ tịch đảng, một cái đảng tự do nào. Anh em chúng tôi không có chuyện đó đâu. Anh em chúng tôi vì cái lòng nhân từ thương dân mến nước mà thôi. Cho nên anh chúng tôi cũng không có mục đích gì là phía sau lưng hết. Quý vị thông cảm thật sự. Nếu bữa nay tôi phát biểu thật sự, bữa nay tôi nói chuyện hơi quá đáng. Mà quá đáng chỉ cái chế độ thôi, chứ cái dân tôi không có quá đáng một cái gì. Tôi nói thẳng đây là những lời tôi nói đây. Quý vị, anh em nào nếu mà về bên cái chế độ cộng sản, cứ thẳng ném đá đi, tôi nghe hết. Tôi sẵn sàng tôi trả lời. Mà những lời tôi trả lời tôi sẽ cấm phục nếu các anh giải trình được những cái lời các anh nói đúng. Tôi sẵn sàng tôi nghe. Đấy, thì câu chuyện tôi nói đây thì quý vị nhìn thấy rồi. Đất nước Việt Nam tồn vong mà không tồn vong cũng là do quý vị hết. Do các thế hệ cha chúng ta, là thế hệ 50, 60 chúng ta phải nên tỉnh giấc, khuyên lại con em chúng ta, khuyên lại những cái tầng lớp thế hệ trẻ, nhìn thẳng, nhìn thật vào cuộc sống, nhìn thẳng vào tương lai, nhìn thẳng về đất nước, nhìn thẳng về cái tồn vong của xã hội. Thì các anh các chị tôi khuyên bớt nhậu một tí, bớt lãng phí thời gian một tí, trọng tâm vào chuyện xã hội để nhìn thấy đâu là đúng, đâu là sai. Các chị sẽ có một cái đáp số. Cái đáp số đó, tôi mong muốn làm sao đáp số đó sẽ cùng với dân hải ngoại giải quyết được những cái câu chuyện. Thì chúng ta mới có được một cái diện vinh quang cho đất nước như Hoàng Tuấn sống ở nước Đức bên này. Đó, tôi nói thẳng quý vị, tôi ở sống nước Đức bên này 30 năm, hơn 30 năm nay. Không có ông nào tới nhà tôi mà hỏi thăm hết. Mà họ người ta biết tôi làm hết. Người ta không biết đâu. Người ta biết tôi đi đâu, người ta biết trong tài khoản tôi có bao nhiêu tiền, người ta biết gia đình tôi có mấy người, mấy đứa con, mấy chiếc xe, người ta biết hết. Nhưng thực sự số tiền đó, số tiền công xương máu chúng tôi của Tuấn làm cách đây mấy mươi năm dình dụm, làm ngày làm đêm, làm với cái đắp số trắng, làm với hai bàn tay tôi làm, thì ai nói được tôi đây? Thế mà tôi đóng hàng ngày, hàng tháng. Tài phản tôi công khai trên đại chúng. Thì ai nói được. Còn lãnh đạo Việt Nam giờ tôi nói quý vị á. Đây tôi nói bây giờ nói tới tài phản quý vị nghe. Tôi nói thật sự sự thật luôn. Tôi nói là liên quan tới đứa em gái tôi bên Na Uy. Là cái tài phản ở Việt Nam á. Có ông lãnh đạo nào có tài phản mà dám mở không? Như tôi không? Xin lỗi không. Tiền tài phản lương tháng 15-16 triệu mà ông nào cũng có villa 5-7 tỷ. Ông nào cũng có con cái ở nước ngoài, ông nào cũng có nhà riêng như ở nước ngoài, chẳng hạn như tôi nói đây, điển hình như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có hai cái villa bên Mỹ, con bên Mỹ, với bà Nguyễn Thị Kim Tím, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ở Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhà bên Mỹ. Đấy. Thế tôi nói với vị nghĩ sao? Thằng Tuấn bên này, á, tiền đồng mồ hôi xương máu Hoàng Tuấn làm, có bao nhiêu tiền, Bộ Tài chính ở Đức nó nhìn biết hết, Hoàng Tuấn có gì họ biết hết. Cho nên những cái chuyện mở của Hoàng Tuấn không có gì phải sợ dân hết. Mà Hoàng Tuấn rất hãnh diện. Đó cũng có cái bề mặt riêng của Hoàng Tuấn là Hoàng Tuấn ra đường, người ta nhìn thấy, người ta thấy thằng này cũng có công ăn việc làm, thằng này cũng có tiền có bạc, thằng này cũng có vợ con nhà cửa như thế, ai nó có làm gì được phạm tội rồi bắt đó. Chứ không phải như Việt Nam. Ở Việt Nam chắc về bữa mấy công an tới hỏi thăm tôi rồi. Tôi nói ông cô nào không dám sang đây hỏi thăm tôi. Sang đây. Thì những cái chế độ tham nhũng như thế, quý vị cứ thờ ơ như thế,
thì làm sao quý vị có được cái ngày sống, cuộc sống như Hoàng Tuấn đây? Bây giờ không phải là Hoàng Tuấn phô trương những cái chuyện cá nhân, Hoàng Tuấn lên đây cho để cho quý vị nói là Hoàng Tuấn thằng nổ, thằng thằng diệt gian, thằng diệt cộng nổ. Quý vị nói tôi cũng chẳng thèm tôi nghe. Không phải, tôi nói đây tôi dẫn chứng cho theo những lời nói của đứa em gái tôi là đó là cái sự thật. Những cái gì anh em chúng tôi sống là sống thực tế, sống bằng mồ hôi xương máu, sống như tiền bạc của lao động, sức lao động, sống bằng trí tuệ. Chứ không phải chúng anh em chúng tôi sống bằng đồng tiền tham nhũng. Tôi nói thật sự quý vị, tất cả những cái dàn lãnh đạo Việt Nam sang này gặp Tuấn vậy. Nói chuyện với Hoàng Tuấn trong vòng được 5-3 câu rồi tôi thấy hai thằng như đụng nhau vậy. Thậm chí thấy ông Bộ trưởng Ngoại giao vậy. Làm sao đây? Nói tôi nói gì chỗ đó tôi nói thật sự. Bữa nay tôi hết sức là cởi mở. Khuyên quý vị nên nhìn thẳng, nhìn thật vào cái cuộc sống hiện tại ở xã hội Việt Nam. Nhìn thẳng vào tương lai đất nước. Nhìn thẳng vào thế hệ con cháu sau này. Quý vị nên động tâm một tí. Đấy, một câu hỏi cuối cùng. Tôi nói quý vị thật tâm đi. Ở Việt Nam quý vị sống chế độ Cộng sản hiện giờ quý vị, ông nào trả lời như Tuấn có câu là ông nào đó tôi sống rất an tâm, ông nào trả lời cho tôi nói tôi ngồi tôi lại từ trên tôi lại xuống, tôi sẽ đi đâu cũng nói. Nếu ông nào dám phát biểu câu đó. Thật tâm có nghĩa là sao? Ăn uống thoải mái, tự do ngôn luận, tự do đi đứng, tự do đấu tranh, tự do nhân quyền. Ông nào dám nói câu đó với tôi không? Tôi đã xin lỗi 91 triệu người, chứ ông nào dám nói câu đó. Nhưng bên đây thằng Tuấn dám làm. Bên đây tôi làm gì tôi sợ đâu. Từ ông lãnh đạo, từ trung ương về địa phương, ông nào nhận nói. Vô bàn họp thì chào cờ đảng, vô bàn họp nói chính trị đảng. Sống bằng ngọc phía sau lưng toàn là mafia hết. Tôi nói sẵn đây là cái chuyện. Đó là một người trong gia đình tôi cũng có chuyện đó. Một người trong gia đình tôi cũng là thằng trùm mafia chuyện đó. Tôi nói thẳng đây có. Cái chế độ thúi nát như thế là quý vị nghĩ sao? Anh em chúng tôi đây đó, bữa nay hôm nay nói chuyện về là quý vị nên thông cảm. Đây không phải là cái anh em chúng tôi nói đây là có một cái cái chuyện gì để quý vị nghĩ là anh em chúng tôi là động viên phất cờ rồi tuyên truyền những cái chuyện mà anh em chúng tôi muốn lật đổ chế độ cộng sản với một cái quyền lợi cá nhân phía sau lưng. Thật sự không có. Anh em chúng tôi muốn nói lên một câu nói tiếng nói chung của xã hội hiện thực và tương lai cho đất nước và cái chế độ xã hội đất nước Việt Nam nó tồn vong không tồn vong mà thôi. Đó, thì giờ quý vị nhìn thấy như cái clip Hoàng Tuấn đăng trong cái trên Facebook là của ông Lê Phó Khả Phiêu với ông Trần Đức Lương bán đất cho Trung Quốc 2 tỷ đó. Clip đó Hoàng Tuấn cũng không phải là tự viết đâu. Giờ nếu mà xem như em Thị Dương em cũng nói rất nhiều, quý vị nên bỏ tâm ban chút xíu, bỏ chút ít thời gian động não chút xíu. Vô muốn ai muốn tìm lịch sử thì vào cú kênh mà kia tìm, vào Yahoo mà tìm nhiều lắm. Đây là lịch sử đa chiều của một đất nước tự do người ta đăng, chứ không phải phía viên cộng sản mà họ chỉ đăng một chiều đâu. Tôi nói dẫn chứng đây cái chuyện thực tế cách đây có 2-3 ngày này thôi. Các em 29 tuổi chết đi, quý vị có tin không? Tin em đó chạy 100 cây số, chạy 100 mét mà thiếu oxy chết hay không? Một người cường hào 60-70 kg, 29 tuổi chạy 100 mét thiếu oxy chết, quý vị tin không? Còn bắt cái cô đăng clip đó lên xin lỗi một thái ổ bí ổi của một chế độ. Tôi nói tôi hy vọng một ngày nào tôi gặp thượng tá của cửa phòng công an của tỉnh Bình Định, tôi nói chuyện nhau. Tôi chẳng sợ ai đâu. Bởi vì tại sao tôi không sợ họ? Tôi không có cái gì giằng dỗi với họ. Mà những người bảo thủ, những người xảo trá, những người
mà độc đoán về một nhóm lợi ích nào đó, họ sẽ trả giá. Mà cái giá họ trả, tôi nghĩ họ trả còn gấp đắt gấp 10 lần cái thực trạng của dân chúng đau thương hiện nay. Thực trạng xã hội hiện nay nó tồi bại như thế nào là tất cả những cái chuyện đó là do từ lãnh đạo mà ra. Tôi nói xin lỗi những em công an mà nâng hàm từ thượng úy đổ xuống, đối với tôi không phải là những người đó, tôi không trách họ đâu. Tại vì vì miếng cơm manh áo, vì gia đình của họ bắt buộc họ phải nghe tuân lệnh mà nghe thôi. Mà cái tội mà ác ôn bỉ ổi đa tiện nhất là của các ban lãnh đạo từ cấp tá đổ lên tới dân trung ương. Những người đó hiểu chính trị, những người đó hiểu về cái cuộc sống đường lối chính sách mỹ dân độc tài độc đoán của chế độ, thì những trong chế độ này quý vị nhìn thấy như thế mà quý vị thờ ơ. Đúng em, cái buồn, cái buồn đó thì giờ Hoàng Tuấn cũng 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 nếu mà giờ tôi ngồi nói chuyện này, nói chuyện tới sáng nay tôi nói chưa hết chuyện, mà nói nhiều thì thành nói dai, thành nói dở, tôi không muốn nói nữa. Thì mong quý vị làm sao thông cảm, nếu anh em nào chưa hiểu được, chưa thấy được clip này, chưa thấy được clip anh em chúng tôi giờ nói, như cô em Thị Dương bên bên Na Huy, là cô em ở ở bên 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 Đài Loan, hay là mấy em bên Mỹ, thì nên bỏ chút ít thời gian mà nghe hoặc đọc những status của anh em chúng tôi viết. Tôi nói bảo đảm quý vị 100.000% anh em chúng tôi làm những clip này là bỏ công bỏ sức làm, là vì cái tự ái dân tộc, vì tương lai cho đất nước. Chứ anh em chúng tôi không có một vụ ý gì là để lợi dụng 91 triệu dân ở Việt Nam để ngu là luồn lách, là mâu thuẫn một cái chuyện gì hết. Anh em chúng tôi thật sự không có, anh em chúng tôi sống bên đây không có gì thiếu đâu mà nghĩ vậy. Anh em chúng tôi cũng muốn nghĩ vì cái máu đỏ da vàng, vì cái tiếng Việt anh em chúng tôi phát ngôn ra, vì quê hương, vì chỗ nơi sinh đẻ anh em chúng tôi làm rồi thôi, chứ không phải mà có cái ác ý gì. Quý vị đừng hiểu lầm, mà những lời anh em chúng tôi nói đây không có gì sai hết. Thực tế anh em chúng tôi nói đây cũng có bằng bài bản. Nếu anh em nào, bà con nào không tin cứ vào Facebook của Tuấn mà xem, hay Facebook của Thị Dương mà xem. Những gì anh em chúng tôi đăng là có trên báo chí đăng. Những gì anh em chúng tôi đăng là có hình ảnh, chứ không phải là bịa đặt như cái đám cộng sản, phe cộng sản đâu. Tôi nói quý vị, tôi không bao giờ tôi bỏ cuộc cái vụ mà em trai ở Bình Định chết đâu. Tôi sẽ đi tìm nữa, tôi sẽ tìm nguyên nhân. Không có một người thế người nào 29 tuổi mới tướng tá cường độ như thế mà chạy trăm cây số, trăm mét mà thiếu oxy. Quý vị nghĩ một cái chuyện quan tưởng của chế độ không, mà tất cả bà con ai ai cũng nhìn biết clip đó, mà ông nào cũng làm thinh, ông nào cũng 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 thấy tức tức, mà không ông nào dám phát biểu hết. Một người phát biểu, hai người phát biểu, năm người phát biểu, 10 người phát biểu, tôi nghĩ một dạng 20 dạng người phát biểu, thế nào một ngày nào đó cái dàn trung ương Đảng Cộng sản họ sẽ nhức đầu. Tôi nói một câu ví dụ thôi. Con ong chích á trên đầu quý vị thì quý vị cảm thấy chưa sao, chứ 1.000 con chích thì quý vị có ngủm hết không? Tôi bảo đảm thế nào cũng chết. Một con ong không làm được gì đâu, 1.000 con thằng cắn trên đầu, thằng cắn đít, thằng cắn mông, cắn hồi nó cũng tê liệt. Đây là tôi nói sự thật, cái đó là tâm huyết của tôi. Còn quý vị cứ thờ ơ để cho nó cắn, thằng này thằng nhóc con nó mới thế, nó cắn sao được, nó cắn làm sao chết. Thì quý vị cắn đi, đoàn kết nhau cắn đi, thử coi con chết hay không. Đấy. Thì những mơ ước của tôi hôm nay tôi nói đây, thì quý vị thông cảm. Có những từ ngữ thôi nóng quá thì phát biểu nó cũng không có được văn hóa lắm. Mà từ đầu câu chuyện tới đầu cuối câu chuyện Hoàng Tuấn nói là Hoàng Tuấn không phải là một nhà chính trị. Hoàng Tuấn làm việc xã hội vì quê hương, hướng về cội nguồn, mà có những từ ngữ nó không hay thì quý vị thông cảm. Quý vị Tuấn không có ý chuyện này. Đấy. Thì mong quý vị thông cảm, nhìn thấy sự thật những cái gì Hoàng Tuấn nói và những cái chuyện anh em chúng tôi
phát lên đại chúng bên đây. Những clip này là clip của tâm trí anh em chúng tôi, chứ không có là có cái tính mà tuyên truyền hay là bịa đặt để có một cái lợi nhuận riêng cá nhân, không có, xin lỗi. Thì cuối cùng thì cái gì cũng có cái tính và kết thúc. Thì giữa chuyện bức xúc của cá nhân đối với xã hội ở quê hương thì Tuấn cũng chẳng biết nói gì hơn. Cuối cùng thì thân chúc quý vị thì có ngày trời đẹp ở châu Âu và bình an trong cuộc sống, và những người 91 triệu dân quan ở trong nước lần nữa nên tỉnh giấc, hướng về quê hương, hướng về tương lai mai sau cho con cháu, hướng về chế độ xã hội và cộng đồng đất nước phồn vinh. Thì quý vị nên động tâm một chút, cùng với anh em chúng tôi sẽ có thành công. Như Hoàng Tuấn đã nói, một con ong chích vào đầu thì chưa có sao đâu, một ngàn con ong chích thì quý vị nghĩ sao, nó có lạc hay không? Bảo đảm quý vị nó sẽ chết. Mà ngàn con ong đó là ai? Hiện giờ Hoàng Tuấn thấy mới có chục con vậy đó, chục 11, 12 con thôi. Quý vị cứ chích đi, thế này cũng chết rồi, tôi bảo đảm trước sau nó cũng chết. Đó là thực tế. Thì cuối cùng tới giờ Hoàng Tuấn mới đi làm 2 giờ rồi. Giờ chúc quý vị một ngày vui vẻ bên xứ người, và những người ở quê hương cố gắng nhiệt tình, nhiệt tâm mà cùng với anh em chúng tôi tìm ra cái giải đáp cho tương lai đất nước. Vậy clip sau có thể là ngày mai tôi sẽ ngồi tôi nghiên cứu nói chuyện với em Thị Dương, rồi tôi sẽ nói về cái chuyện mà hội nghị thành đô cho tương lai tới ngày này 20 năm 2020 này, quý vị nhìn thấy đó là cái sự thật hay không, rồi đất nước mình sẽ về đâu, cuộc sống cái chế độ cộng sản nó tồn vinh được bao lâu, rồi chừng nào đất nước Việt Nam nó cống hiến cho Tàu, thì lúc đó quý vị còn thấy còn đau nữa. Thôi xin chào.